Cởi giáp ra! Cởi giáp ra! Ta bảo ngươi cởi giáp, ngươi không nghe thấy à? Trời ơi! Ngươi có tin không? Ta xuyên không đến thế giới đấu la, gắn kết hệ thống đấu giá thần cấp, siêu đấu la 99 cấp làm đàn em cho ta. Đại minh nhị minh bị ta bắt đến xem. Đại môn, hồn cốt, hồn hoàn, vũ hồn, tiên thảo, công pháp, thần vị, vạn vật trên đời đều có thể đấu giá. Phát hiện chủ nhân đang gắn kết hệ thống đấu giá thần cấp. Cái gì? Hệ thống? Chẳng lẽ ta thực sự như trong tiểu thuyết huyền ảo, xuyên không đến một thế giới khác? Chúc mừng chủ nhân đã gắn kết thành công hệ thống này. Phát hiện thế giới đấu la đại lục, đang khớp dữ liệu hệ thống. Thật không ngờ ta lại xuyên không đến đấu la đại lục. Ta chẳng có chút thực lực nào, ngay cả một con ma thú 10 năm, ta e rằng cũng không phải đối thủ. Đấu giá cốt truyện có khác gì tự sát đâu. Hơn nữa ta cũng chẳng có gì để đấu giá cả. Xét tình cảnh hiện tại của chủ nhân, đặc biệt tặng một gói quà tân thủ xa xỉ. Người xưa của không lừa ta, thật sự có gói quà tân thủ tồn tại. Hệ thống, mở gói quà tân thủ xa xỉ. Thưởng cho chủ nhân một tòa tinh đầu đấu giá các, một vị đấu giá sư, một vị hộ pháp đấu giá các. Hệ thống, kịch bản không phải như vậy. Vũ hồn của ta đâu? Trong cơ thể chủ nhân không có vũ hồn tồn tại, chỉ cần chủ nhân hoàn thành một cuộc đấu giá sẽ nhận được một gói quà vũ hồn. Thôi vậy, hãy xem thử mấy thứ trong gói quà là gì đã. Đầu giá sư, phong hào đấu la hệ công kích song 90 làm cấp vũ hồn. Tinh đầu đầu giá các nguyên tố băng cực hạn. Hộ pháp cửu u, cực hạn đấu la 99 cấp hệ công kích, vũ hồn u minh chi long. Bái kiến các chủ, hệ thống, người đối xử với ta thật tốt quá. Phải biết rằng, hiện tại trên đấu la đại lục, cường giả cực hạn đấu la chỉ có 3 vị mà thôi. Không tệ, đây quả là một nơi tốt. Hệ thống, đặt tinh đầu đầu giá các ở nơi này đi. Không tệ, không hổ danh là thủ đoạn của hệ thống, thật khiến người ta kinh ngạc. Huyền Xương, từ nay về sau, việc đấu giá sẽ do người phụ trách. Còn Cửu, ngươi sau này sẽ theo bên cạnh ta, bảo vệ an toàn cho ta. Ừ, Cái Minh, ngươi cũng cảm nhận được rồi sao? Đúng vậy, một luồng khí tức rất mạnh mẽ. Chẳng lẽ con người lại đang âm mưu điều gì? Không ngờ rằng, loài người vẫn không từ bỏ ý đồ, giảm phái cường giả cấp phong hào đấu la đến tinh đầu đại xâm lâm. Hôm nay khiến chúng có đến mà không về. Các chủ, có hai con ma thú 10 vạn năm đang tiến về phía chúng ta, có cần ta ra tay giải quyết chúng không? Hai con ma thú 10 vạn năm, có vẻ là Đại Minh và Nhị Minh rồi. Có hai con ma thú 10 vạn năm canh cửa, thì danh tiếng của tinh đầu đầu giá các coi như đã được lan truyền rộng rãi. Đừng vội giết chúng, hãy bắt chúng lại, nơi này ta có sắp xếp riêng. Loài người, nơi đó là do ngươi xây dựng sao? Đây là nơi tinh đầu đầu giá các tọa lạc. Hôm nay hai con ma thú 10 vạn năm các ngươi đã quấy rầy sự thanh tịnh của các chủ chúng ta, ta phụng mệnh đến bắt hai con thú các ngươi, giao cho các chủ chúng ta xử lý. Đây là kỹ năng lĩnh vực, ngươi lại có thể điều khiển sức mạnh thiên địa, làm sao có thể? Đại Minh, mau rời khỏi đây, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Muốn trốn thoát khỏi tay ta, thật là nằm mơ giữa ban ngày. An, đừng phí công vô ích nữa, theo ta đi gặp các chủ. Loài người, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lời này của ngươi thật thú vị, có vẻ như chính hai con thú các ngươi đã đến gây rắc rối cho tinh đầu đầu giá các chúng ta trước. Kết quả là thực lực các ngươi không đủ, mới dẫn đến hậu của này, trở thành tù nhân. Có bản lĩnh thì thả ta ra, muốn ta tha cho ngươi cũng không phải không được. Các ngươi chỉ cần đồng ý một điều kiện của ta. Điều kiện gì? Cũng không khó lắm, chỉ cần hai con thú các ngươi sau này giúp tinh đầu đầu giá các chúng ta canh cửa. Ngươi đừng mơ, có thể giết chứ không thể nhục. Chúng ta ma thú dù chết cũng không đồng ý điều kiện của ngươi. Đã như vậy, Cửu, hai con thú này giao cho ngươi, bất kể dùng biện pháp gì, ta chỉ muốn một kết quả tốt. Ăn. Đây là đồng ý điều kiện của ngươi, giao ra những báu vật các ngươi cất giữ. Những suy nghĩ trong đầu các ngươi ta đều rõ như lòng bàn tay. Nhớ kỹ, ta muốn tất cả đồ các ngươi cất giữ. Nếu ta phát hiện các ngươi giấu giếm, hậu của các ngươi biết đấy. Vâng, thưa các chủ, những báu vật các ngươi mang đến ta rất hài lòng. Yên tâm, 5 năm sau ta sẽ trả tự do cho các ngươi. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Đã đến lúc chuẩn bị cho cuộc đấu giá đầu tiên rồi. Cửu, ngươi giúp ta viết vài lá thư mời, gửi đến từng thế lực hàng đầu trên đấu la đại lục. Một tháng sau, tinh đầu đấu giá các sẽ tổ chức đấu giá, mong các thế lực đến tham dự. Kẻ nào dám đột nhập vào giáo hoàng điện? Thư mời đã gửi đến, xin hãy tham dự đúng giờ. Cuộc đấu giá của tinh đầu đấu giá các một tháng sau. Quỷ đấu la, chặn hắn lại. Người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cũng quá coi thường vũ hồn điện chúng ta rồi. Bắt lấy lượng trích kim châm long. Chỉ với kỹ thuật hợp thể vũ hồn yếu ớt này, mà còn muốn chặn ta lại, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Xin mời các vị tham dự đấu giá đúng giờ. Giáo hoàng bệ hạ, còn đuổi theo không? Nếu các ngươi không sợ chết, muốn đuổi thì cứ đuổi. Hai người các ngươi, có nhận ra vị cường giả bí ẩn đó thuộc trường phái nào không? Rốt cuộc đến từ thế lực nào? Cái này, dựa vào khí tức mạnh mẽ mà người đó vừa phóng ra, cấp độ ma lực của hắn ít nhất là 98 cấp, thậm chí có thể là cực hạn đấu la. Có thể phái một vị nghi là cực hạn đấu la đến vũ hồn điện gửi thư. Xem ra chủ nhân của tinh đầu đầu giá các cũng không đơn giản. Giáo hoàng bệ hạ, một tháng sau vũ hồn điện chúng ta có nên đến dự cuộc đấu giá của tinh đầu đầu giá các không? Đi, sao lại không đi chứ?
Một tháng sau, Binh đầu đấu giá các tổ chức đấu giá. Hoan nghênh các vị từ Thất Bảo Lưu Ly Tông đến tham dự. Kẻ nào, ra đây một trận. Kiếm thúc, người không sao chứ? Trên đấu la đại lục lại tồn tại một vị cường giả cực hạn đấu la chưa biết khác. Hơn nữa khí tức ma lực của hắn không thuộc về Hạo Thiên Tông hay Vũ Hồn Điện. Vậy một tháng sau chúng ta có nên đến tinh đầu đấu giá các tham dự đấu giá không? Vị cường giả bí ẩn vừa rồi không có ý định sát hại chúng ta. Tinh đầu đấu giá các đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không phải là mối quan hệ thù địch. Lúc này các thế lực trên đấu la đại lục đều đang lặp lại cảnh tượng này. Bẩm các chủ, tất cả thư mời đã được gửi thành công. Chỉ cần đợi nửa tháng nữa là cuộc đấu giá sẽ bắt đầu. Tập hợp. Quả nhiên hiệu suất của cực hạn đấu la là cao. Cảm nhận khí tức của hai con ma thú 10 vạn năm, tâm trạng của Tỷ Đông và ba người không thể bình tĩnh. Hai bá chủ vào tinh đầu đại xâm lâm, canh cửa, đấu giá các này không đơn giản, tùy cơ ứng biến, không được manh động. Trong tinh đầu đấu giá các, bất kỳ ai không được gây xung đột, một khi phát hiện sẽ bị tiêu diệt vì mọi người đã đến đông đủ. Bây giờ tôi tuyên bố cuộc đấu giá bắt đầu. Món đấu giá đầu tiên là sinh mệnh chi thạch. Chắc các vị đã cảm nhận được sức mạnh sinh mệnh kinh người chứa trong viên đá này. Chỉ cần bạn sở hữu sinh mệnh chi thạch này, dù bị thương nặng đến đâu cũng sẽ nhanh chóng hồi phục trong thời gian ngắn và không để lại bất kỳ di chứng nào. Giá khởi điểm 100 vạn kim hồn bi. Đắt thế, chỉ là một viên đá bình thường. Nói ra cũng đáng thương, với thân giá hiện tại của tôi lại không bằng một viên đá. Hô. Không ngờ một tinh đầu đấu giá các nhỏ bé lại chứa đựng báu vật sinh mệnh quý giá như vậy. Xem ra lần này tôi đến đúng chỗ rồi. Xin lỗi mọi người, viên sinh mệnh chi thạch này để tôi nhận lấy. Sao lại là Phong Hào đấu la? Ban đầu tôi chỉ nghĩ cô ta chỉ là một người bình thường. Thế nào, hai người có nhìn ra manh mối gì không? Không biết, điều này, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Không kịp chú ý đến vũ hồn mà người phụ nữ đỏ phóng ra. Được rồi, vừa rồi chỉ là một màn nhỏ. Bây giờ cuộc đấu giá tiếp tục. Sau cuộc cạnh tranh gay gắt, cuối cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông với 400 vạn kim hồn bi đã giành được món đấu giá thứ hai, tên là Cửu Tiên Huyền Thảo. Cây tiên thảo này có thể tăng cường đáng kể tinh thần lực bản thân. Như mọi người đều biết, nếu ma sư muốn nâng cao cấp độ ma lực, tinh thần lực bản thân là phần không thể thiếu. Thậm chí một số cường giả đấu la chính vì tinh thần lực không đủ mạnh mà không thể đột phá đến cảnh giới Phong Hào đấu la. Đồng thời khi bạn dùng Cửu Tiên Huyền Thảo này, có thể hấp thu hồn hoàn có niên hạn cao hơn cấp độ. Giá khởi điểm 500 vạn kim hồn bi. Giáo hoàng bệ hạ, đây tuyệt đối là thảo dược thần phẩm. Kỳ Long Thông Thiên Cục của tôi có thể cảm nhận được công hiệu thực sự của Cửu Tiên Huyền Thảo này, chắc chắn có thể tăng cường đáng kể tinh thần lực. Giành lấy Cửu Tiên Huyền Thảo này. Phương Chi, nếu muốn phá vỡ xiềng xích vũ hồn 79 cấp, chỉ có một cách, đó là tinh thần lực. Đúng lúc, Cửu Tiên Huyền Thảo này là bảo vật tăng cường tinh thần lực, rất phù hợp với con. Cố gắng đấu giá được Cửu Tiên Huyền Thảo này, e rằng cuộc đấu giá này sẽ không suôn sẻ. Các thế lực lớn khác chắc sẽ không dễ dàng buông tay. Cho các vị biết thêm một công dụng, dùng Cửu Tiên Huyền Thảo chắc chắn sẽ tăng ma lực bản thân 1-2 cấp đấy. 1.000 vạn kim hồn bi. Gia tộc Lam Biện Bá Vương Long, họ cũng ra tay rồi. 2.000 vạn kim hồn bi, 5.000 vạn kim hồn bi, giỏi lắm, Mộc Nguyên Thuận. Không ngờ rằng gia tộc Lam Biện Bá Vương Long các người lần này lại mang theo nhiều kim hồn bi đến thế. Chúng ta lần này mang theo bao nhiêu kim hồn bi? Chỉ có 8.000 vạn. Từ bỏ cây Cửu Tiên Huyền Thảo này đi. Sau khi cuộc đấu giá này kết thúc, hai người các người hãy đến gia tộc Lam Biện Bá Vương Long một chuyến. Kiếm thúc, chúng ta có tiếp tục không? Nhìn Vũ Hồn Điện và gia tộc Lam Biện Bá Vương Long có vẻ cây Cửu Tiên Huyền Thảo này họ nhất định phải có được. Người quyết định đi. Cuộc đấu giá tiếp theo thật sự càng ngày càng khó khăn. 5.000 vạn kim hồn bi, lần thứ nhất. 5.000 vạn kim hồn bi, lần thứ hai. 5.000 vạn kim hồn bi, lần thứ ba. Bây giờ tôi tuyên bố chủ nhân của cây Cửu Tiên Huyền Thảo này là gia tộc Lam Biện Bá Vương Long. Món đầu giá cuối cùng. Không ngờ rằng, tinh đầu đầu giá các lại đem cả hồn cốt ra đầu giá. Có phần quá hào phóng rồi. Trời ơi, đúng là khí tức của hồn cốt 10 vạn năm. Tinh đầu đầu giá các này rốt cuộc là thế lực nào? Lại đem ra hồn cốt hiếm có như vậy. Món đầu giá cuối cùng. Đối với ma sư trên đấu la đại lục, hồn cốt là thứ cực kỳ hiếm có. Đa số ma sư, dù chỉ là hồn cốt trăm năm bình thường nhất, cả đời cũng chưa chắc có được một miếng. Miếng hồn cốt 10 vạn năm này thật sự không thể đo lường bằng kim hồn bi. Tinh đầu đầu giá các, định làm gì đây? Tinh đầu đầu giá các có mục đích gì? Không cần quan tâm. Việc cấp bách là cố gắng đấu giá miếng hồn cốt 10 vạn năm này. Tiếc là lần này chúng ta mang theo không đủ kim hồn bi. Không biết có thể đấu giá thành công miếng hồn cốt 10 vạn năm này không? Hồn cốt 10 vạn năm, bất kể dùng biện pháp nào, phải đấu giá được miếng hồn cốt 10 vạn năm này. Đúng vậy, giáo hoàng bệ hạ, miếng hồn cốt này đến từ một con ma thú 10 vạn năm, hồn cốt cánh tay phải của Hỏa Linh Thiên Lang. Giá trị của hồn cốt 10 vạn năm không cần nói nhiều. Nó không chỉ có thể tăng mạnh cấp độ ma lực của ma sư, mà còn mang lại hai kỹ năng hồn cốt 10 vạn năm hàng đầu. Giá khởi điểm 3.000 vạn kim hồn bi, 5.000 vạn kim hồn bi, 6.000 vạn kim hồn bi. Hỏng rồi, giá như đừng đấu giá cây Cửu Tiên Huyền Thảo đó. Lúc này Ngọc Nguyên đang bắt đầu mong đợi cuộc đấu giá mùa sau. Lúc đó, hắn nhất định sẽ mang theo toàn bộ gia tộc Lam Biện Bá Vương Long.
tất cả tiền bạc. Kiều Hồng lúc này không biết nên tăng giá thế nào tiếp theo. Xem ra Thất Bảo Lưu Ly Tông mang theo không ít kim hồn bi. Hô 8.000 vạn kim hồn bi, thành bại xem ý trời. 8.000 vạn kim hồn bi. Vũ Hồn Điện lần này của Nhiên mang đủ kim hồn bi. Xem ra miếng hồn cốt 10 vạn năm này và Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta vô duyên rồi. Có được miếng hồn cốt 10 vạn năm này, thực lực của Vũ Hồn Điện chắc chắn sẽ tăng mạnh, tình cảnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì không ai tiếp tục tăng giá, nên miếng hồn cốt 10 vạn năm này thuộc về Vũ Hồn Điện. Cuộc đấu giá lần này đến đây kết thúc. Cảm ơn các thế lực lớn trong lúc bận rộn đã dành thời gian đến tham dự cuộc đấu giá của tinh đầu đấu giá các chúng tôi. Thời gian tổ chức đấu giá lần sau là 1 tháng nữa. Kết thúc rồi sao? Thời gian này phải thu thập kim hồn bi, không thể bỏ lỡ. Lần sau phát hiện chủ nhân cuộc đấu giá này, số lượng kim hồn bi thu được tự động chuyển đổi thành 13.400 điểm đấu giá. Cái gì? Hệ thống, ngươi không nhầm chứ? Nhiều kim hồn bi như vậy, chỉ đổi được hơn 10.000 điểm đấu giá thôi sao? Không sai, tỷ lệ quy đổi của hệ thống là 10.000:1. Chỉ tiếc là miếng hồn cốt 10 vạn năm đó chỉ đấu giá được 8.000 vạn kim hồn bi, quá thiệt. Vì chủ nhân lần đầu có điểm đấu giá miễn phí mở cửa hàng cấp tỉnh. Hệ thống, giúp ta lọc ra những bảo vật liên quan đến vị diện đấu la đại lục. Hồn cốt triệu năm vị diện đấu la đại lục, giá bán ngẫu nhiên 99.999 điểm đấu giá. Hồn hoàn triệu năm, giá bán ngẫu nhiên 99.999 điểm đấu giá. Hồn hoàn thần tặng giới hạn 10 vạn năm, giá bán 599 điểm đấu giá. Hồn hoàn có thể trưởng thành, giới hạn chưa biết, giá bán 5.999 điểm đấu giá. Kỳ La Úc Kim Hương, giá bán 899 điểm đấu giá. Không ngờ, cả những thứ của đấu la 2 và sau này cũng xuất hiện. Thú vị rồi đây, tháng sau nên đem gì ra đấu giá đây? Các vị khán giả, các người đoán đúng rồi. Hệ thống, gói quà vũ hồn của ta đâu? Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành thành công cuộc đấu giá đầu tiên, thưởng một gói quà vũ hồn. Phát hiện vận may của chủ nhân bùng nổ, nhận được song sinh vũ hồn cấp hỗn độn, vũ hồn chân ngã và vũ hồn pháp tắc thời không. Hệ thống, vũ hồn cấp hỗn độn thuộc cấp độ nào? Cấp độ vũ hồn cao nhất trên đấu la đại lục là vũ hồn cấp thần, mà vũ hồn cấp hỗn độn còn cao hơn vũ hồn cấp thần rất nhiều. Còn cao hơn bao nhiêu cấp? Cần phải tốc độ, tự mình khám phá. Hệ thống, giúp ta hợp nhất hai vũ hồn này, đồng thời đổi lấy hai hồn hoàn có thể trưởng thành. Không tệ, không tệ, không hổ danh là sức mạnh thời không bí ẩn nhất trời đất. Cửu U, ngươi theo ta đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn một chuyến, cố gắng rời cả mảnh nước về đây, khiến đường tam không thấy được cả cho tàn. Các ngươi là ai? Sao lại phá vỡ kết giới thành trấn? Ngươi chính là Độc Cô Bá. Tiểu tử, ngươi là ai? Sao lại biết danh hiệu của lão phu? Đã là Độc Cô Bá thì dễ bàn rồi. Từ hôm nay, thung lũng này thuộc về tinh đầu đầu giá các chúng ta. Không biết ngươi có ý kiến gì không? Nơi này là lãnh địa của lão phu, ta không quan tâm tinh đầu đầu giá các ngươi là thế lực nào. Mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Ồ, vậy sao? Hy vọng ngươi vẫn còn cứng rắn như vậy. Cửu U, cho hắn trải nghiệm sự tàn khốc của xã hội. Ơ à. Dừng tay, đừng đánh nữa. Thung lũng này cho tinh đầu đầu giá các ngươi. Lão phu đi ngay, muốn đi không dễ. Từ nay về sau, ngươi là người của tinh đầu đầu giá các. Viên độc đan này là quà nhập các của ngươi. Ừ. Cửu U, cho hắn ăn. Ngươi là ác quỷ sao? Ô, đừng có vẻ mặt chưa từng thấy đời. Viên độc đan tặng ngươi chỉ là thứ cấp thấp nhất. Nếu sau này ngươi làm việc khiến ta hài lòng, thậm chí có thể giúp ngươi đột phá cấp thần, ta sẽ mang đi những tiên thảo đã trưởng thành. Ngươi vẫn như thường lệ trấn giữ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhớ kỹ, không ai được phép bước vào, đặc biệt là kẻ tên Đường Tam. Giáo hoàng bệ hạ, ngài nói là thật sao? Tinh đầu đầu giá các thật sự đã đem ra một miếng hồn cốt 10 vạn năm để đấu giá. Giáo hoàng bệ hạ nói không sai, tôi và lão quỷ cũng có mặt lúc đó. Miếng hồn cốt 10 vạn năm đó đã được giáo hoàng bệ hạ đấu giá thành công. Tinh đầu đầu giá các này rốt cuộc đến từ đâu? Tại sao lại có thủ đoạn lớn như vậy? Ngay cả hồn cốt 10 vạn năm hàng đầu đấu la đại lục cũng đem ra đấu giá, thật là vô nhân tính. Tóm lại, tinh đầu đầu giá các không đơn giản chút nào. Tuy lần này họ chỉ đưa ra 3 món đồ, nhưng đều là bảo vật hàng đầu đấu la đại lục. Phải nói lần này, chúng ta cũng may mắn mới có thể giành được miếng hồn cốt 10 vạn năm này. Giáo hoàng bệ hạ, không biết 1 tháng sau, khi tinh đầu đầu giá các tổ chức đấu giá lần nữa, chúng ta có thể đến tham dự không? Có thể, nhưng các ngươi phải nhờ giấu kín thân phận, tuyệt đối không để thế lực bên ngoài phát hiện. Các ngươi đến từ Vũ Hồn Điện, Vũ Hồn Điện chúng ta hiện tại vẫn phải giấu thực lực. Đối với cuộc đấu giá này, các ngươi thấy thế nào? Đại cung phụng, tôi nghĩ tháng sau chúng ta nên đến tinh đầu đầu giá các một chuyến, để xem thực lực thật sự của họ. Hồn cốt 10 vạn năm vô cùng quý giá, ngay cả chúng ta cũng không có hồn cốt như vậy. Mà tỷ tỷ Đông, người phụ nữ đó, đã có được một miếng hồn cốt 10 vạn năm, thực lực của cô ta chắc chắn vượt xa chúng ta. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết. Quang Lang, Thanh Lương, nhiệm vụ lần này giao cho hai người. Các người nhớ kỹ, phải điều tra rõ thực lực thật sự của tinh đầu đầu giá các. Ngươi chắc chắn những tin tức này là thật chứ? Bẩm tông chủ, đúng như vậy. Hiện nay những sự kiện lớn xảy ra ở tinh đầu đầu giá các đã lan truyền khắp đấu la đại lục. Tin rằng chỉ trong vài ngày nữa, hầu như ai cũng sẽ biết chuyện này.
Nhị trưởng lão, ngươi hãy chọn hai đệ tử trong môn phái cùng ngươi đến Tinh Đầu Đầu Gia Các. Lúc này mà không tham gia, có lẽ Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ thật sự suy tàn. Đại lục sắp có biến, các thế lực lớn bắt đầu rơi vào trạng thái yên ắng. Những người thực sự tham gia cuộc đấu giá đầu tiên đều bắt đầu thu thập một lượng lớn kim hồn bi của cả thế lực. Cuộc đấu giá một tháng sau, các thế lực lớn tuyệt đối không cho phép những bảo vật khác tuột khỏi tay họ. Huyền Sương, hôm nay đến đây, số lượng phong hào đấu la chắc chắn không ít. Vì vậy, cuộc đấu giá này vẫn lấy lần trước làm chuẩn. Kẻ nào gây rối không cần nương tay. Yên tâm đi, các chủ, cuộc đấu giá lần này chắc chắn sẽ khiến ngài hài lòng. Hệ thống, nếu cứ tiếp tục tổ chức đấu giá, kim hồn bi trên đấu la đại lục sẽ cạn kiệt một ngày nào đó. Không biết ngươi có cách nào giải quyết vấn đề này không? Xét thấy chủ nhân đang ở vị diện đấu la đại lục, vị diện này lại lấy ma lực, vũ hồn làm chủ. Hệ thống này đề xuất sử dụng hồn tinh thay thế kim hồn bi. Hồn tinh, đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra? Hoàn toàn có thể so sánh với linh thạch ở vị diện tu tiên. Như vậy có thể thay đổi lớn phương thức giao dịch, lạc hậu của đấu la đại lục. Nói không chừng sự xuất hiện của hồn tinh có thể tạo ra nhiều ma sư mạnh mẽ. Phương pháp ngưng tụ hồn tinh giá 10.000 điểm đấu giá. Trời ơi, hệ thống, sao phương pháp ngưng tụ hồn tinh lại đắt thế? Chủ nhân đừng có tầm nhìn hạn hẹp, phương pháp ngưng tụ hồn tinh có thể thay đổi hoàn toàn thời đại hiện tại của đấu la đại lục, tiến tới một thời đại tu luyện cao hơn. Tất nhiên, nếu chủ nhân phổ biến hoàn toàn phương pháp này trên đấu la đại lục, có lẽ sẽ có những thu hoạch không ngờ. Vậy tỷ lệ quy đổi giữa hồn tinh và điểm đấu giá là bao nhiêu? Tỷ lệ quy đổi giữa hồn tinh và điểm đấu giá là 1:1. Vụ làm ăn này có lãi, làm thôi. Hoan nghênh các vị đến tham dự cuộc đấu giá do Tinh Đầu Đấu Giá Các tổ chức. Từ bây giờ, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Miếng hồn cốt này là một miếng hồn cốt năm vạn năm, đến từ một con ma thú hệ băng hàng đầu, đầu của băng ngọc loan điểu. Giá trị của hồn cốt không cần phải nói. Giá khởi điểm 50 triệu kim hồn bi. Tinh Đầu Đấu Giá Các này vừa mở màn đã đem ra một miếng hồn cốt hơn 5 vạn năm để đấu giá. Thật là giàu có và hào phóng. Tôi thực sự mong đợi những món đấu giá tiếp theo. Dựa vào cuộc đấu giá lần trước, càng về sau món đấu giá càng quý giá. Khi miếng hồn cốt 5 vạn năm này xuất hiện, gần như tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Trong số các ma sư có mặt, có mấy người sở hữu một miếng hồn cốt? Ê rằng ngay cả hồn cốt ngàn năm cũng không có. 50 triệu kim hồn bi. Sao, người thích miếng hồn cốt này à? Đúng vậy, nó rất phù hợp với ta. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, các thế lực lớn bắt đầu cạnh tranh. Miếng hồn cốt 5 vạn năm nhanh chóng 90 triệu kim hồn bi. Viện trưởng, giá của miếng hồn cốt này đã tăng lên đến 90 triệu kim hồn bi, đã vượt xa ngân sách của chúng ta. Còn tiếp tục không? Thôi, nhường miếng hồn cốt này cho họ vậy. Qua cảm nhận của ta, trong phòng kia chắc chắn có cường giả cấp phong hào đấu la. Dù đấu giá được, e rằng cũng không có mạng mang hồn cốt về Thiên Thủy Học Viện. Vì không ai tranh giành miếng hồn cốt này nữa, nên miếng hồn cốt hệ băng năm vạn năm này thuộc về phòng số 9. Thú vị, các người biết trong phòng số 9 có những ai không? Không thăm dò được, bên ngoài mỗi phòng như có một cấm chế, khiến tinh thần lực của chúng ta không thể xuyên qua phòng. Được rồi, tiếp theo là món đầu giá thứ hai. Đây là vật gì vậy? Một củ cầu tròn. Chẳng lẽ có điều gì huyền bí? Củ cầu đỏ này chắc không đơn giản. Xung quanh có một loại khí tức không thể nhìn thấu. Món đầu giá mà Tinh Đầu Đầu Giá Các đưa ra chắc chắn rất quý giá. Như mọi người đều biết, ma sư mỗi khi tăng 10 cấp ma lực đều phải hấp thu một hồn hoàn. Tất nhiên trên đấu la đại lục, cách lấy hồn hoàn không chỉ có săn giết ma thú mới có thể có được. Và của cầu đỏ trước mặt, ở một mức độ nào đó, cũng được coi là một hồn hoàn. Ô, thần tứ hồn hoàn, môn đầu giá thứ hai của Tinh Đầu Đầu Giá Các chúng ta chính là của cầu này. Tên là thần tứ hồn hoàn, chỉ cần thể chất của bạn đủ mạnh, bạn hoàn toàn có thể nhờ thần tứ hồn hoàn này có được một hồn hoàn 10 vạn năm, giá khởi điểm 80 triệu kim hồn bi. Làm sao có thể? Phía sau Tinh Đầu Đầu Giá Các này rốt cuộc là ai? Ngay cả thứ như vậy cũng đem ra đấu giá. Trong số những người có mặt, người duy nhất hiểu rõ giá trị của thần tứ hồn hoàn này chỉ có ta. Ta hiện đang tham gia thần khảo, tất nhiên đã hấp thu qua thần tứ hồn hoàn. Giáo hoàng bệ hạ, chẳng lẽ thần tứ hồn hoàn này thật sự như lời giới thiệu của hắn sao? Đúng vậy, tất cả đều là thật. Bất kể phải trả giá thế nào, hãy giành lấy thần tứ hồn hoàn này cho ta. Một ức kim hồn bi. 150 triệu kim hồn bi. Ngươi nói người phụ nữ đó đưa ra giá cao như vậy để đấu giá thứ gọi là thần tứ hồn hoàn này có mục đích gì? Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp Tinh Đầu Đầu Giá Các. Thần tứ hồn hoàn này có lẽ thực sự có thể chuyển hóa thành một hồn hoàn 10 vạn năm thật sự. À, 300 triệu kim hồn bi. Phong chỉ, thôi đi, giữ đủ kim hồn bi chờ những món đấu giá tiếp theo. Hơn nữa chúng ta không thể chắc chắn thần tứ hồn hoàn này có thực sự như lời Tinh Đầu Đầu Giá Các giới thiệu không? Kiếm thúc, nghe theo ngài. Vì không ai tiếp tục tăng giá, nên thần tứ hồn hoàn này cuối cùng thuộc về phòng số 1. Cuối cùng cũng giành được thần tứ hồn hoàn này. Lại nhặt được món hời, các ngươi không biết thần tứ hồn hoàn mạnh mẽ thế nào đâu.
phát hiện giá trị tài sản của chủ nhân đã tích lũy trên 500 triệu, nên đạt được thành tựu có chút tài sản. Hệ thống tặng một cơ hội quay 10 lần, tăng gấp ngàn lần tỷ lệ bạo kích. Ừ. Cơ hội quay thưởng, hệ thống, chức năng này, sao ngươi không nói cho ta biết? Mọi chức năng của hệ thống do chủ nhân tự khám phá. Từ khi cửa hàng thần cấp khởi động, chức năng quay thưởng luôn có trong cửa hàng thần cấp. Chỉ là chủ nhân không phát hiện ra thôi. Hệ thống, bắt đầu quay 10 lần. Chúc mừng chủ nhân, quay được 10.000 tờ giấy A4 thông thường. Một thẻ triệu hồi. Áo Long Vũ Nam, lĩnh vực vô địch, tấm pháp đường môn, thần thiên cung. Một thẻ tăng ma lực. 10 thần tứ hồn hoàn, hồn linh băng thiên tuyết nữ 10 vạn năm. Xe đạp hiệu Phượng Hoàng. Một thẻ tăng nồng độ ma lực gấp 100 lần. Phát tài rồi, vận may của ta thật kinh người. Lại quay được nhiều bảo vật như vậy. Tiếp theo xem món đấu giá thứ 3. Hồn linh phỉ thúy thiên nga 1 vạn năm. Ở một mức độ nào đó, hồn linh cũng là một loại hồn hoàn mang tính thời đại. Vì vậy hồn linh phỉ thúy thiên nga 1 vạn năm này, giá khởi điểm 30 triệu kim hồn bi. Đây là chim mạn điểu sao? 40 triệu kim hồn bi. Viện trưởng, chúng ta bỏ ra 40 triệu kim hồn bi để đấu giá hồn linh phỉ thúy thiên nga 1 vạn năm này. Có đáng không? Ngươi xem, chẳng ai đấu giá cả. Ta tin tưởng tinh đầu đầu giá các sẽ không lấy một hồn linh giả để lừa chúng ta. Huống chi đây là món đầu giá thứ 3. Vì không ai đầu giá nên hồn linh này thuộc về phòng số 10. Không biết các ngươi có sẵn lòng trước mặt tất cả ma sư hấp thu hồn linh 1 vạn năm này không? Đã được ngài lên tiếng, chúng tôi thực vật học viện đương nhiên sẵn lòng. Nhưng chúng tôi không có người có thể hấp thu hồn hoàn vạn năm. Điều này ngươi không cần lo, ta có thể giúp hắn hấp thu thành công hồn linh vạn năm này, sẽ không bị tổn thương gì. Tất nhiên đây được coi là thù lao, vì thực vật học viện các ngươi quảng cáo cho tinh đầu đầu giá các chúng ta. Thanh Mộc, ngươi đi đi, đây là câu riêng của ngươi, phải nắm bắt lấy. Sao có thể chứ? Nhìn lầm rồi. Nếu đầu giá được cho Dung Dung, có khi hồn hoàn thứ 2 đã là vạn năm rồi. Hồn hoàn thứ 4 vạn năm, ngoài đường tam trong nguyên tắc, có vẻ như ma sư của thế lực bình thường không ai có thể đạt được. Các người cũng đã thấy rõ, hồn linh và hồn hoàn hấp thu từ săn giết ma thú thông thường gần như không có sự khác biệt nào. Hồn linh phỉ thúy thiên nga cấp vạn năm có thể gắn thêm 3 hồn hoàn, nghĩa là khi cô gái này đột phá đến hồn vương, hồn đế, sẽ tự động sinh ra 2 hồn hoàn phối hợp tốt nhất, không cần phải săn giết ma thú nữa. Hắn vừa nói điều này sao? Được rồi, vừa qua một màn nhỏ, cuộc đấu giá này chỉ có một hồn linh này thôi. Nếu các ngươi muốn đấu giá hồn linh tiếp, chỉ có thể đợi những cuộc đấu giá sau. Xin xem món đấu giá tiếp theo. Sau cuộc cạnh tranh gay gắt, món đấu giá thứ 5 kỳ lạ Úc Kim Hương cuối cùng không phụ lòng mong đợi, đã được Thất Bảo Lưu Ly Tông đấu giá thành công. Không tệ, không uổng công ta chuẩn bị cây tiên thảo này cho các ngươi. Trong nguyên tắc, Linh Long chính là nhờ ăn kỳ lạ Úc Kim Hương khiến vũ hồn tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Xem ra sau này tìm cách đổi thêm loại tiên thảo này cho toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông tiến hóa. Cảnh tượng đó ha ha ha. Phương Chí, hay là chúng ta về ngay để ngươi hấp thu xong cây kỳ lạ Úc Kim Hương này. Thôi, cây kỳ lạ Úc Kim Hương này vẫn để cho Dung Dung đi. So với ta, Dung Dung cần cây tiên thảo hàng đầu này hơn. Lát nữa các chủ sẽ truyền phương pháp ngưng tụ hồn tinh cụ thể khắp Đấu La Đại Lục. Từ cuộc đấu giá lần sau, tiền tệ giao dịch sẽ đổi từ kim hồn bi thành hồn tinh. Để đẩy nhanh tốc độ ngưng tụ hồn tinh, quyển Huyền Thiên Công tu luyện pháp này các chủ đặc biệt tặng cho các ngươi. Ừ, quyển Huyền Thiên Công này lại còn cao hơn Thất Bảo Minh Tưởng Pháp truyền thừa của tông môn chúng ta đến mấy tầng. Nếu có thể đột phá tầng thứ 10 của Huyền Thiên Công, chẳng phải có thể bước vào lĩnh vực thần cấp mà từ trước đến nay chưa ai trên Đấu La Đại Lục chạm tới sao? Không hổ danh là tinh đầu đầu giá các, ngay cả thần vật như vậy cũng đem ra tặng người. Hey hey, Đường Tam, bất ngờ không? Ngoài dự đoán không? Sau khi các người rời đi, bản các sẽ tặng tạo hóa kinh thiên cuối cùng của Đấu La Đại Lục. Hy vọng các thế lực lớn có thể nắm bắt, đừng bỏ lỡ. Thẻ triệu hồi. Triệu hồi cường giả vạn giới chư thiên để chủ nhân sử dụng. Phát hiện chủ nhân thành công, triệu hồi Mỹ Độ Toa Nữ Vương trong đấu phá, chuyển hóa thành cực hạn đấu la cấp 99. Ôi trời, đây là Mỹ Độ Toa Nữ Vương. Tham kiến các chủ. Mỹ Độ Toa Nữ Vương, chào mừng ngươi đến Đấu La Đại Lục. Ngươi đi dạo quanh trước đi, ngắm cảnh đại lục. Ta tạm thời chưa có sắp xếp gì. Hệ thống, ngươi chắc chắn lĩnh vực vô địch thực sự có sức mạnh nghịch thiên như vậy sao? Đúng vậy, lĩnh vực vô địch chủ yếu là hai chữ vô địch. Chỉ cần chủ nhân ở trong tinh đầu đầu giá các, ngươi chính là người đàn ông mạnh nhất trời đất. Ha 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 ha. Thế nào, hai người các ngươi từ tinh đầu đầu giá các thăm dò được gì không?
bẩm đại cung phụng, tinh đầu đầu giá các quả thực ngoài dự đoán. Nội tình của họ rất sâu dày và bí ẩn, hơn nữa, theo cảm nhận của ta, ngươi không nghe nhầm đâu, của cầu vàng đó thực sự gọi là thần tứ hồn hoàn. Tinh đầu đầu giá các, sao lại chịu đem thần tứ hồn hoàn ra đầu giá chứ? Cha, gặp ông nội, cổ gia gia, các người gọi con về, có chuyện gì sao? Dung Dung, cuối cùng con cũng về rồi, mau dùng cây tiên thảo này đi, để chúng ta cùng chứng kiến tương lai huy hoàng của thất bảo lưu ly tông chúng ta. Cửu tầng, ha 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 ha. Tinh đầu đầu giả các của nhiên không lừa ta. Không ngờ cây kỳ lạ Úc Kim Hương này lại thực sự có thể khiến ngũ hoàn tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp trong truyền thuyết. À phải rồi, đây là tâm pháp thiền định cao cấp của Huyền Thiên Cung. Từ nay về sau, con hãy chuyển sang tu luyện Huyền Thiên Cung này. Tâm pháp này, con có thể tu luyện cùng các bạn ở Sử Lai Khắc không? Tất nhiên là được, giờ có lẽ cả đại lục đều đang tu luyện tâm pháp này. Các chủ không biết ngài tìm chúng tôi có việc gì? Chủ yếu là cảm ơn các ngươi đã bảo vệ hai cuộc đấu giá của tinh đầu đầu giá các. Hai viên ma thú đan này coi như phần thưởng cho các ngươi. Đa tạ các chủ. Tiếp theo sẽ có một cơ duyên, các ngươi cần nắm bắt ngay lập tức. Ta sẽ dùng sức mạnh vô thượng nâng cao nồng độ ma lực toàn đấu la đại lục. Lúc đó trong toàn bộ tinh đầu đầu giá các chắc chắn sẽ bùng nổ một luồng ma lực kinh thiên. Các ngươi phải nhân cơ hội hấp thu những ma lực này. Đối với việc tinh luyện huyết mạch của các ngươi cũng như tăng tuổi thọ ma thú có lợi ích khó diễn tả bằng lời. Hy vọng các ngươi nắm bắt được cơ hội này. Ngươi là ai? Sao dám đến hồn điện gây sự? Hừ, ngươi quản ta đến từ thế lực nào, đánh hay không đánh? Cách phối hợp hồn hoàn này sao có thể? Các ngươi lần này đến lần khác cản trở bản tọa, giờ còn nhiều lời như vậy, thật là muốn chết. Ăn. Các ngươi lùi xuống trước, xem ra người đã quyết không chết không thôi rồi. Hồn kỹ thứ 7, thiên sứ chân thân, thiên sứ thẩm phán. Cho vặt, vỡ nát đi. Ăn. Ngươi đã thành công chọc giận bản cô nương rồi. Đi. Chán quá, với thực lực này mà cũng muốn ra tay. Sói vương, thật không biết ai cho người can đảm vậy. Vị này xin dừng bước, rất xin lỗi. Lần này là lỗi của vũ hồn điện chúng tôi, xin hãy thông cảm. Hừ. Đại cung phụng, chúng ta có cần điều tra nữ tử kia không? Không cần đâu, vạn nhất bị cô ta phát hiện, chẳng phải lại gây ra những rắc rối không cần thiết sao? Chuyện gì vậy? Sao lại tức giận lớn thế? Còn không phải vì lão già vũ hồn điện đó sao? Lần sau nếu con gặp tình huống như vậy, cứ giết chúng luôn là được, không cần lo lắng gì về hậu của cả. Hiểu rồi, nếu con không có việc gì khác, thời gian tới hãy ở lại trong tinh đầu đầu giả các. Ta sẽ tặng các con một cơ duyên kinh thiên, nhớ đừng bỏ lỡ đấy. Vâng ạ. Hệ thống, sử dụng thẻ tăng nồng độ ma lực cấp 100 lần. Thẻ tăng nồng độ ma lực cấp 100 lần, tăng ma lực đấu la đại lục lên gấp 100 lần. Từ nay đấu la đại lục, phong hào đấu la nhiều như chó, cực hạn đấu la đầy đường đi. Chú ý, khoảnh khắc giải phóng thẻ gấp 100 lần sẽ tạo ra tạo hóa chi lực. Đây là cơ hội thành thần, xin hãy nắm bắt cơ duyên này. Nhị Minh, như chủ nhân nói, cơ duyên đã đến, mau cố gắng hấp thu ma lực nào. Giáo hoàng đại nhân, không biết cơ duyên mà tinh đầu đầu giá các nói là gì nhỉ? Ta cũng không biết, nhưng trong lòng ta có một linh cảm. Nếu vũ hồn điện chúng ta nắm bắt được cơ hội này, thực lực chắc chắn sẽ đột phá mạnh mẽ. Đối với tương lai vũ hồn điện chúng ta thống nhất đấu la đại lục sẽ rất có lợi. Phải nói rằng, Huyền Thiên Công của không hổ danh là tâm pháp thiền định đỉnh cao. Thông qua việc tu luyện nó một ngày, đủ để bằng một tháng tu luyện trước đây của tôi. Tại sao linh khí giữa trời đất lại dao động dữ dội thế? Đây là... Chẳng lẽ... Tất cả nhân viên vũ hồn điện lập tức buông bỏ công việc đang làm. Tất cả ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Đây là cơ hội tinh linh giữa trời đất. Có vẻ như tinh đầu đầu giá các nói đúng. Cơ duyên đã đến. Kiến thức, mau thông báo cho đệ tử trong môn, đừng bỏ lỡ. Ha 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 ha. Lão tử cuối cùng đã đột phá đến phong hỏa đấu la rồi. Cái gì mà song sinh vũ hồn?
Tiên thiên mãn ma lực của Nhiên Ma Thôn sắp phát đạt rồi. Ha 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 ha. Lúc này ở Đấu La Đại Lục đều đang xảy ra những thay đổi lớn do biến động này. Cuối cùng cũng đạt đến cấp ma vương rồi. Có vẻ lần tăng nồng độ ma lực này, mọi người đều nhận được một số lợi ích. Không biết Mỹ Đồ Toa và Cửu U có thể đột phá 100 cấp không? Không được thì sau này đổi cho họ hai vị trí thần. Dung Dung, không biết em đột nhiên về nhà có chuyện gì không? Cha em đột nhiên gọi em về nhà, đưa tâm pháp thiền định huyền thiên công từ tinh đầu các mang về cho em tu luyện. Em nói cho các anh biết, cuốn tâm pháp thiền định này là tâm pháp thiền định đỉnh cao nhất Đấu La Đại Lục. Có lẽ không có tâm pháp thiền định nào có thể so sánh với nó. Có lẽ không lâu nữa sẽ lan truyền khắp Đấu La Đại Lục. Em lập tức lấy từ cha và mang đến cho các anh tu luyện. Như vậy sau này chúng ta sẽ không thua kém các ma sư khác. Dung Dung, em nói gì vậy? Cuốn tâm pháp thiền định này gọi là huyền thiên công à? Ừ, rốt cuộc chuyện này là sao? Kể từ khi đến Đấu La Đại Lục, đối với tâm pháp đường môn luôn là bí mật sâu kín nhất của tôi. Ngay cả cha cũng chưa từng biết về sự tồn tại của Huyền Thiên Cung. Nhưng tinh đầu đầu giá các rốt cuộc làm sao biết được Huyền Thiên Cung vậy? Sao vậy Tam ca? Cuốn Huyền Thiên Cung này có vấn đề gì sao? Không có, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên về cuốn Huyền Thiên Cung này thôi. Chào mừng mọi người đến tham dự cuộc đấu giá lần thứ 3 do tinh đầu các tổ chức. Món đấu giá đầu tiên, ma linh cấp 10 vạn năm. Tinh đầu các vẫn luôn ra tay hào phóng như thường. Ma linh 10 vạn năm mà cũng đem ra đấu giá. Thật quá xa xỉ. Không đúng, có lẽ không phải tuyết địa. Dù sao tuổi thọ cụ thể của ma linh này cũng chỉ có 10 vạn năm. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Có nên đấu giá ma linh của băng thiên tuyết nữ không? Cùng lên cướp nó về. Nếu thực sự có thể lĩnh hội được bí mật bên trong, có lẽ vận mệnh của chúng ta ma thú sẽ thay đổi vì điều này. Tăng tốc. Đảo ngược thời không. Ừ, sao? Sao có thể thế này? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ đến từ thần giới? Giáo hoàng bệ hạ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhất nhĩ đẳng tu hành vô nghĩa, lần đầu xúc phạm tinh đầu và tước đoạt hai con thú dữ của các ngươi. Ma thú 10 vạn năm xa đọa, coi như là hình phạt lần này. Nếu tái phạm, sẽ hóa thành tro bụi. Tuổi thọ ma thú của ta thật sự giảm mất 10 vạn năm. Sao có thể như vậy được? Đại ca, phải làm sao đây? Ngay cả chủ nhân cũng không có năng lực này. Chẳng lẽ tinh đầu các thật sự có một vị thần? Lỗi lầm của chúng ta, xin tha thứ. Mong tha thứ cho sự nông nổi của chúng tôi. Vừa rồi chỉ là một sự cố nhỏ, chúng ta tiếp tục cuộc đấu giá. Đối với ma linh, băng thiên tuyết nữ cấp 10 vạn năm này, tôi cũng không cần giải thích nhiều. Tin rằng các bạn biết ma linh cấp 10 vạn năm thực sự có ý nghĩa gì. Cuộc đấu giá này thay đổi quy tắc đấu giá. Mời mọi người đưa ra giá tâm lý, ai gần nhất với giá ẩn sẽ thắng. Tinh đầu các này cũng quá biết cách chơi rồi. Như vậy quá thử thách tầm nhìn và may mắn. Rất có thể để một số thế lực nhỏ nhặt được món hời. Giáo hoàng bệ hạ, chúng ta có nên đặt giá không? Để giành lấy ma linh cấp 10 vạn năm này. Đưa ra 3 vạn ma tinh thử xem tinh đầu đầu giá các. Những món đầu giá sau chắc chắn sẽ rất không đơn giản. Chúng ta phải giữ lại đủ ma tinh để tham gia đầu giá sau này. 4 vạn ma tinh, giá của ma linh này có lẽ ở khoảng đó. Cứ thế mọi người liên tục thử giá trong quá trình. Cuối cùng ai sẽ giành được? Hãy chúng ta chờ xem. Cửu U, đổi giá thành 4 vạn ma tinh đi. Dù sao ta vừa xóa bỏ 10 vạn năm tu vi của người ta. Hơn nữa ma linh là mắt xích quan trọng để thay đổi vận mệnh ma thú ở Đấu La Đại Lục. Hãy cho thú thần này một cơ hội đi. Vâng, các chủ. Kết thúc đặt giá, bây giờ công bố giá ẩn. Xin chúc mừng phòng VIP số 20 đã đấu giá thành công ma linh băng thiên tuyết nữ 10 vạn năm. Xin mời xem món đấu giá thứ hai. Đây là cái gì vậy? Khóa hồn sao? Vật này tên là khô lỗi, được kích hoạt bằng ma tinh, có thể bùng nổ sức mạnh của cực hạn đấu la. Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Khô lỗi này có thể bùng nổ sức mạnh cấp cực hạn đấu la. Làm sao có thể chứ? Giành lấy khô lỗi cấp cực hạn đấu la này khiến mọi người có mặt hoàn toàn phát cuồng. Phải biết rằng hiện tại cường giả cực hạn đấu la trên Đấu La Đại Lục cũng chỉ có 4 người, huống chi khô lỗi là bất tử bất diệt. Cực hạn đấu la dám liều mạng sao? Cửu U, đổi thành 10 vạn ma tinh cho tỷ tỷ Đông đi. Vừa hay đẩy nhanh thời gian vũ hồn điện thống nhất đại lục. Kết thúc đặt giá, xin mời xem giá ẩn. Vũ hồn điện đặt giá trùng với giá ẩn, đã đấu giá thành công khô lỗi cực hạn đấu la. Vũ hồn điện có được khô lỗi này, sức mạnh chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Còn chỗ nào cho các thế lực khác tồn tại không? Tiếp theo, xin mời xem món đấu giá áp chót của tinh đầu đấu giá các chúng tôi. Như mọi người đều biết, Đấu La Đại Lục có một loại thiên tài tuyệt thế, gọi là song sinh vũ hồn. Người sở hữu song sinh vũ hồn, với điều kiện không chất yếu trong tương lai, chắc chắn sẽ trở thành một ma sư làm chấn động Đấu La Đại Lục.
Làm sao có thể chứ? Tinh đầu đầu Già Các thậm chí có thể đưa ra thứ như vậy. Giáo hoàng bệ hạ, ngài sao vậy? Chẳng lẽ ngài biết món đầu giá áp chót này là gì sao? Nếu tôi đoán không lầm, vật bên trong của cầu này rất có thể là vũ hồn. Cái gì? Hôm nay món đầu giá áp chót của tinh đầu đầu giá các chúng tôi chính là vật trong của cầu này. Tên là Hắc Ám Chi Luyến. Tin rằng các bạn rất tò mò nó là gì. Đúng vậy, đó là một vũ hồn đỉnh cao. Là vũ hồn song hệ kiểm soát và công kích mạnh. Tôi có nghe nhầm không? Vật trong của cầu này là vũ hồn sao? Yên tâm, sản phẩm của tinh đầu các chắc chắn là hàng chất lượng. Sau khi các bạn hấp thu vũ hồn này, sẽ trở thành người sở hữu song sinh vũ hồn. Bây giờ bắt đầu đấu giá, ai trả giá cao nhất sẽ thắng. Giá khởi điểm 6 vạn. Mà tinh các chủ, vũ hồn này không thao túng ngầm sao? Chưa nghĩ ra cho ai thì để họ tự cạnh tranh đi. Nếu có được vũ hồn đỉnh cao này và hấp thu nó, thì trong tương lai tôi có xác suất rất cao có thể thăng cấp thành phong hào đấu la. Đối với sự cám dỗ như vậy, tôi không thể từ chối. Được, vậy chúng ta sẽ dốc hết sức để đấu giá. 10 vạn ma tinh. Lúc này tỷ tỷ Đông đã nóng lòng muốn có được vũ hồn này. Cô ấy đã là song sinh vũ hồn rồi. Nếu có được vũ hồn đỉnh cao này, cô ấy sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử đấu la đại lục sở hữu tam sinh vũ hồn. 20 vạn ma tinh. Chết tiệt, thật đáng ghét quá. Nếu không phải vì khối lỗi đầu giá trước đó, làm sao ma tinh lại không đủ? Vì không có ai tiếp tục tăng giá, nên món đầu giá áp chót của cuộc đấu giá này thuộc về phòng VIP số 8. Cuộc đấu giá này đến đây kết thúc. Từ hôm nay trở đi, bản các sẽ mở ma linh các, bán ma linh toàn hệ dưới 10 vạn năm. Vị trí cụ thể của ma linh các mời các vị tự tìm hiểu. Do đại hội đấu hồn toàn đại lục sắp bắt đầu, bản các quyết định đưa ra 10 vạn năm vũ hồn, ma cốt, thần tứ ma hoàn, mỗi loại 3 bộ làm phần thưởng. Nhờ vũ hồn điện truyền lời đến người đạt giải nhất. Sau khi đại hội đấu hồn kết thúc sẽ mở tinh đầu bí cảnh. Xin hãy chờ đón. Thật là hào phóng quá. Thật mong chờ nhà vô địch của đại hội lần này. Một lúc có thể trở thành tứ thần vô hồn luôn. Tinh đầu các người còn đi canh cửa không? Viện trưởng, mày xem đó là cái gì? Lạ thật, tôi nhớ sáng nay khi đến chưa có tòa lầu các này mà. Viện trưởng, phải chăng tòa lầu các này là nơi bán ma linh? Đừng bị cảnh tượng trước mắt đánh lừa. Làm sao ma linh có thể ở trong tòa lầu các đó chứ? Viện trưởng, chúng ta có nên vào xem thử không? Vạn nhất thật sự bán ma linh thì chúng ta chẳng phải lời to sao? Thôi được, đã như vậy, chúng ta hãy vào tìm hiểu xem sao. Chào mừng các bạn đến Ma Linh Các. Ba người các bạn là những khách hàng đầu tiên kể từ khi Ma Linh Các khai trương. Ôi, sao ở đây thật sự bán ma linh sao? Tất nhiên, miễn là bạn có đủ ma tinh, tôi có thể giúp bạn hấp thu ma linh cao nhất 99.000 năm. Chúng tôi chỉ có 5.000 ma tinh. Không biết có thể tìm được ma linh phù hợp cấp ngàn năm cho hai người họ không? Đạt đến tuổi của ma hoàn thứ 3 là được. Không vấn đề, đây là ma linh tôi chọn cho hai người. Lần lượt là ma linh băng hoàng 5 vạn năm và ma linh băng cực thiên hồ 6 vạn năm. Hai ma linh này rất phù hợp với vũ hồn của các bạn. Là ma hoàn thứ 3 là đủ rồi. Ôi trời, nhưng chúng tôi chỉ có 5.000 ma tinh thôi. Tôi có thể bán cho các bạn với giá 5.000 ma tinh, nhưng có một yêu cầu. Nếu không làm được, tôi sẽ thu hồi ma linh. Xin các chủ nói rõ. Đối với ma hoàn thứ 3, hấp thu trên 5 vạn năm đối với các bạn rất đơn giản. Trong vòng loại đại hội đấu hồn toàn đại lục, nếu gặp đội sử lai khắc, phải loại họ ra khỏi cuộc thi. Đội sử lai khắc, chưa từng nghe nói đến. Phú quý hiểm trung cầu, thưa các chủ, chúng tôi đồng ý với ngài. Tốt, tôi sẽ giúp các bạn hấp thu. Dự kiến sau khi hòa hợp xong, hai bạn cũng có thể đạt đến cảnh giới ma vương. Đây chính là tinh đầu các. Ta muốn xem thử. Các ngươi dựa vào đâu mà tự ý truyền bá huyền thiên công của ta? Này cậu bé, tôi thấy cậu có duyên với ma linh 9 vạn năm ở đây. Muốn thử hòa nhập vào ma hoàn của cậu không? Chỉ cần 1.000 ma tinh thôi. Ừ, quả nhiên ta là con cưng của số phận. Ngay cả khi đến tinh đầu các gây rắc rối cũng gặp được cơ duyên. Ha 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 ha. Tên đường tam này chắc là có bệnh. Ta muốn lừa ngươi đấy. Ngươi cười ngớ ngẩn cái gì vậy? Ngài nói thật chứ? Lời hứa của tinh đầu các đã nói ra tất nhiên sẽ không rút lại, nhưng chỉ giới hạn cho bản thân người sử dụng. Đồng thời khi hấp thu ma linh, mọi vấn đề phát sinh tự mình chịu trách nhiệm. Đồng ý. Hệ thống, sử dụng thẻ triệu hồi. Chào mừng đến đấu la đại lục. Từ hôm nay trở đi, ma linh các giao cho người quản lý. Bài kiến các chủ. Viện trưởng, ngài mau đi cứu Tam Ca đi. Cậu ấy đã làm gì vậy? Ai biết không? Cậu ấy về nói muốn hấp thu cái gì đó gọi là ma linh, rồi trở nên như thế này. Ma linh ở đâu ra chứ? Không biết. Tôi không cam tâm. Tôi là con cưng của số phận mà.
Một ma linh 9 vạn năm tầm thường sao có thể không hấp thu được chứ? Tôi không cam tâm. Hiểu Tam hình như có nói muốn đến cái gì tinh đầu cát, xem có liên quan gì đến tinh đầu cát không. Ngươi nói gì? Tinh đầu cát, Hạo Thiên Đấu La. Xin lỗi, chúng tôi đã không bảo vệ được an toàn cho Tiểu Tam. Tôi tạm thời dùng ma lực để kìm hãm thương thế trong cơ thể Tiểu Tam. Trong vòng 10 ngày sẽ không có vấn đề gì lớn. Phiền ngài trong mấy ngày này giúp tôi bảo vệ Đường Tam. Tôi đi làm một việc trước. Tinh đầu cát này, sao lại có ma thú 10 vạn năm canh cửa chứ? Thôi kệ, phá hủy tòa lầu này rồi rút. Nếu tiện thể bắt được một con ma thú về, cho nó hiến tế cho Tiểu Tam, cộng với Lam Ngân Hoàng thức tỉnh ba ma hoàn 10 vạn năm, tương lai của Tiểu Tam sẽ vô lượng. Hồn kỹ thứ 6, Hạo Thiên Nhất Đao, đậu xanh, lão già. Ai đó, có gan ra đây ăn một đấm của ta, đánh lén thì có bản lĩnh gì? Hệ thống, đổi cho ta thẻ trải nghiệm thần cấp 1. Tìm thấy ngươi rồi. Thần ký, thời không nghịch chuyển. Đã đến rồi, thì hãy ở lại đây mãi mãi đi. Thần ký, thời không đảo lưu. Đưa hắn đến xử lai khắc đi. Đúng lúc mọi người đang lo lắng cho Đường Tam, chỉ thấy một bóng người cùng tiếng khóc của trẻ sơ sinh xuất hiện trong phòng. Đường Hạo xâm nhập tinh đầu cát, các chủ nghĩ hắn tu hành chưa đủ, dùng thần thông vô thượng cho hắn quay về, tu luyện lại các công pháp thủ hộ thần cấp. Nếu vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, sẽ bị xóa sổ. Tinh đầu cát nói khoác, tôi xin ngươi đã tin. Có lẽ cảm nhận được sự kêu gọi của huyết mạch. Lúc này Đường Tam đột nhiên bùng nổ. Anh... ha 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 ha. Ta Đường Tam của nhiên là con cưng của số phận, lại có thể vượt cấp hấp thu ma linh này, còn xảy ra biến dị, trở thành ma linh cấp 10 vạn năm, ma lực tăng thẳng 20 cấp. Tiểu Tam, tình hình của cậu là sao vậy? Đúng vậy, Tam ca, sao anh lại có thêm hai ma hoàn 10 vạn năm vậy? Đây đều là câu duyên tinh đầu các ban cho ta. Ta phải cảm ơn họ thật tốt mới được. Ừ, Tiểu Tam, cậu bình tĩnh lại đã, có chuyện cần phải nói với cậu. Tinh đầu các nói cha cậu tự tiện xâm nhập lãnh địa của họ. Họ đã trừng phạt và gửi cha cậu về. Đứa bé kia chính là cha cậu, đồng thời còn tặng cậu một bộ công pháp thần cấp. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Cảm ứng huyết mạch mơ hồ khiến Đường Tam không thể không tin, đứa bé trước mắt chính là Đường Hạo. Muốn luyện công pháp này, phải tự thiến trước. Tịch tà kiếm pháp này của thật huyền diệu. Ta quả nhiên là người được trời chọn. Có công pháp này, thành tựu phong hào đấu la, chỉ trong tầm tay. Muốn thành đại sự, không nên câu nệ tiểu tiết. Từ hôm nay, tuyên bố với bên ngoài, Đường Hạo tấn công tinh đầu cát. Trong vòng 3 năm, Hạo Thiên Tông không được tham gia đấu giá của tinh đầu cát. Không thể tham gia đấu giá trong 3 năm. Đối với Hạo Thiên Tông là đòn giáng chí mạng. Có lẽ từ đây sẽ trở thành thế lực hạng cuối. Ai cũng biết, nhưng món đấu giá tinh đầu đấu giá các đưa ra, món nào cũng hiếm có. À phải rồi, cuộc đấu giá một tháng sau, chúng ta đến Vũ Hồn Thành, lúc đó chắc họ đã bắt đầu. Đại hội ma sư, Huyền Song, đây là thần cấp vũ hồn tiến hóa dịch. Gần đây cậu vất vả chủ trì đấu giá rồi, đây là phần thưởng cho cậu, có thể tiến hóa vũ hồn của cậu thành thần cấp. Theo cấp độ ma lực hiện tại của cậu, sau khi hấp thu xong, có thể nâng lên cảnh giới trên cực hạn đấu la. Những người khác cũng vậy, tùy theo công lao mà thưởng cho các cậu. Lời này vừa nói ra, đặc biệt là đọc thư các, lập tức không thể bình tĩnh. Trong giáo hoàng điện, tỷ tỷ đông ngồi ở vị trí chủ tọa, đối với tin tức vừa nhận được, cảm thấy vô cùng chấn động. Đường Hạo lại dám dựa vào sức một mình tấn công tinh đầu các. Lúc này tỷ tỷ đông không thể không khâm phục dũng khí của Đường Hạo. Hành động này của tinh đầu các là để cảnh cáo thiên hạ, ai dám làm chuyện như Đường Hạo, tinh đầu các tuyệt đối không bỏ qua. Bây giờ chúng ta cần làm là kiềm chế tốt các ma sư vũ hồn điện, tuyệt đối không được gây sự với tinh đầu các. Nếu không, vũ hồn điện chúng ta cuối cùng cũng sẽ rơi vào tình cảnh như Hạo Thiên Tông. Nào ngờ lúc này trong Hạo Thiên Tông một mảnh thê lương, mọi người đối với cha con Đường Hạo lòng căm hận đã lên đến đỉnh điểm. Một tháng sau, lúc này Vũ Hồn Thành đang tổ chức đại hội ma sư tinh anh toàn đại lục. Biết tinh đầu các sẽ tổ chức đấu giá ở đây, tất cả thí sinh tham dự sôi sục, chào mừng mọi người đến tham dự cuộc đấu giá hôm nay của tinh đầu các. Muốn giành chức vô địch đại hội ma sư không? Muốn nhận được phần thưởng tinh đầu các chúng tôi chuẩn bị riêng cho nhà vô địch không? Đừng bỏ lỡ những món đấu giá lần này.
Có vẻ thực lực của anh ta lại tăng lên rồi. Khi thế này có thể đã đạt đến tầng cực hạn đấu la. Tỷ tỷ Đông nhìn Huyền Sương với vẻ mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm khó tin. Chào mừng mọi người đến tham dự cuộc đấu giá hôm nay của Tinh Đầu Các. Tin rằng cuộc đấu giá này sẽ không làm các bạn thất vọng. Món đấu giá đầu tiên, ma lực phá cảnh đan. Tác dụng chính của viên ma lực phá cảnh đan này, chỉ cần bạn đạt đến cấp ma vương, không cần dùng viên đan dược này, chắc chắn có thể tăng 20 cấp. Không có bất kỳ tác dụng phụ nào, trực tiếp nâng lên ma thánh không có rào cản. Nếu có được đan dược này, nếu có thể luyện hàng loạt, kế hoạch tương lai của Vũ Hồn Điện chúng ta sẽ chắc chắn hơn. Thế nào là con cưng của số phận? Đi đâu cũng gặp bất ngờ. Vừa đột phá ma vương, Tinh Đầu Các lại gửi cho ta một món quà lớn, tạm thời làm giảm bớt hận thù của cha ta. Tiểu Tam, nếu chúng ta đấu giá được viên thuốc này, thì chức vô địch giải đấu lần này sẽ thuộc về Sử Lai Khắc chúng ta rồi. Giá khởi điểm 1 vạn ma tinh. Cứ thế giá của viên ma lực phá cảnh đan này tăng lên với tốc độ cực nhanh. Nhưng khi giá tăng lên không ngừng, một số thế lực hàng đầu đành phải từ bỏ cuộc cạnh tranh này. Dù sao mục đích của mỗi người đều là cho món đấu giá cuối cùng, một cơ duyên liên quan đến vũ hồn thần cấp. Cuối cùng viên ma lực phá cảnh đan này đã bị Thiên Thủy Học Viện giành được với giá 6 vạn ma tinh. Từ hôm nay, tôi đã là ma thánh rồi. Hừ, đội Sử Lai Khắc, những thiên tài của Vũ Hồn Điện, chúng kết sẽ dọa chết các người. Chết tiệt, không có tiền đúng là tội lỗi. Thiên Thủy Học Viện, các người dám cướp cơ duyên của ta, các người đã có đường chết rồi. Tiếp theo, món đấu giá này sẽ giữ bí mật, hoàn toàn dựa vào may mắn. Tôi có thể nói rõ với các bạn, bên trong là một mảnh ma cốt. Còn về tuổi thọ thì giữ bí mật. Đây là một phương thức đấu giá khá mới mẻ, các bạn có thể gọi nó là hộp bí ẩn, coi như là cơ duyên các chủ tặng. Vậy bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Giá khởi điểm là 3 vạn ma tinh. Hộp bí ẩn là cái gì vậy? Nếu tuổi thọ của mảnh ma cốt này quá thấp mà bị đấu giá với quá nhiều ma tinh, vậy cuối cùng chẳng phải là lỗ sao? Thiên Đạo Lưu chưa từng tham gia đấu giá trước đây. Văn Ngôn nhíu chặt đôi mày, nhìn vào hộp bí ẩn này, phần lớn ma sư giữ im lặng, rõ ràng không biết có nên đặt giá cạnh tranh không. Nếu đoán đúng thì họ sẽ phát tài, nếu đoán sai họ sẽ mất một lượng lớn ma tinh. Vậy về món đấu giá cuối cùng sẽ không còn cơ hội cạnh tranh nữa. Cứ thế bầu không khí rơi vào im lặng, lâu lắm không ai muốn đặt giá đấu giá. 7 vạn ma tinh. Món cuối cùng chắc chắn tôi không cạnh tranh nổi, chỉ bằng dốc hết sức đánh cược một phen xe đạp thành xe máy. Sau khi nghe mức giá kinh người này, các ma sứ khác quyết định từ bỏ cạnh tranh món đấu giá này. Chết tiệt, đồ phá của, tưởng mình là con cưng của số phận à, còn học người ta mở hộp bí ẩn. Vì không có ai tăng giá nữa, nên hộp bí ẩn này thuộc về Thần Phong Học Viện. Tiếp theo tôi sẽ tiết lộ cho các bạn bộ mặt thật của hộp bí ẩn này. Đây thực sự là một mảnh ma cốt 10 vạn năm, xưng tay phải của Thiên Lôi Ma Hổ. Loại ma thú này đồng thời sở hữu sức mạnh thuộc tính phong và lôi. Chúc mừng Thần Phong Học Viện có được báu vật như vậy. Khi thấy bộ mặt thật của mảnh ma cốt này, tất cả ma sư đều lộ vẻ tiếc nuối. Anh ha 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 ha, thật là lời to, không ngờ lại là ma cốt 10 vạn năm, hơn nữa còn có thuộc tính phong lôi, rất phù hợp với thuộc tính vũ hồn của tôi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Cướp cơ duyên của ta, Thần Phong Học Viện, các ngươi cũng có đường chết rồi. Đối với vũ hồn thần cấp, tôi tin rằng đa số ma sư không biết về sự tồn tại của nó. Nhưng đấu la đại lục hiện nay, thực sự có người sở hữu vũ hồn thần cấp. Người có vũ hồn thần cấp, trong tương lai nếu không chết yểu, rất dễ đột phá thần cấp, đạt đến cảnh giới truyền thuyết của đấu la đại lục. Món đấu giá cuối cùng của cuộc đấu giá này, thực sự có liên quan đến vũ hồn thần cấp. Các bạn tuyệt đối không uổng công đến đây. Thiên Đạo Lưu, hóa ra là lão già ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Hóa ra vừa rồi, món đấu giá áp chót cuối cùng, thần cấp vũ hồn tiến hóa dịch, đã bị Thiên Đạo Lưu dùng tài lực tuyệt đối giành được. Mục đích của hắn, tất nhiên là cho cháu gái yêu quý Thiên Nhận Tuyết. Khi tất cả ma sư rời khỏi Tinh Đầu đấu giá các, chỉ nghe một giọng nói vang lên, hóa ra là Đại Cung Phụng quay lại. Thiên Đạo Lưu Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu xin gặp các chủ Tinh Đầu các. Hắn quay lại, không ngoài việc muốn xin cho Thiên Nhận Tuyết một vũ hồn thứ hai. Mỹ Đồ Toa, người đi nói với hắn, lần đầu ra tới sẽ xuất hiện vũ hồn thần cấp. Có được cơ duyên này hay không, xem hắn tự nắm bắt. Phát hiện điểm đầu giá tích lũy của chủ nhân vượt 1 triệu, đạt thành tựu có chút danh tiếng, nên mở nhiệm vụ tiếp theo. Yêu cầu chủ nhân dẫn dắt đội giành chức vô địch đại hội ma sư. Hả? Đã vào bán kết rồi, ta còn tham gia sao được? Đó là việc chủ nhân phải lo. Phần thưởng của hệ thống đâu? Không có phần thưởng, nhưng có hình phạt. Chủ nhân không giành được chức vô địch sẽ bị xóa sổ.
Được rồi, là ngươi ép bản các chủ đấy. Lúc đó ta dùng một thẻ trải nghiệm thần trước mỗi trận, trực tiếp quét sạch hết. Hạn chế nhiệm vụ, cấm sử dụng bất kỳ vật phẩm nào từ tinh đầu thương thành cho bản thân. Cấm dùng danh nghĩa tinh đầu các gây áp lực lên vũ hồn điện. Vi phạm sẽ bị xóa sổ. Cùng hủy diệt đi. Huyền Sương, giúp ta nhắn với tứ nguyên tổ học viện một tiếng, nói rằng tinh đầu các sẽ cử một người tham gia đội liên minh của họ, để lại một vị trí chủ lực cho các chủ. Khi tứ nguyên tố học viện biết tin này, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Chức vô địch chắc chắn rồi, kết nối được với tinh đầu các, tương lai trở thành học viện hàng đầu chỉ trong tầm tay. Ừ, là cậu. Cậu chính là nhân viên bán ma linh cho chúng tôi phải không? Mọi người nghe thấy, anh ta chỉ là một nhân viên bán ma linh. Lập tức thất vọng, nhưng nghĩ đến việc anh ta là người của tinh đầu các, cũng không dám nổi giận. Thật cảm ơn anh, đã cung cấp ma linh cho tôi và chị. Chị giờ đã là ma thánh rồi. Lần này chị sẽ bảo kê cho em. Tiểu thúc nghe cô bé nói vậy liền cười, vội lấy ra quà đã chuẩn bị cho mọi người. Đây là quà gặp mặt tinh đầu các chuẩn bị cho mọi người. Mỗi người một viên ma lực đan, tăng ngẫu nhiên không đến 20 cấp ma lực. Cụ thể tăng bao nhiêu tu vi, xem cơ duyên của các bạn. À, không tệ đấy. Hệ thống chó, ngươi không cho ta dùng vật phẩm thương thành cho bản thân, ta còn không thể dùng cho đồng đội sao? Chân gà, thế mà còn đấu với ta. Tinh đầu các của nhiên danh bất hư truyền. Người bạn này, ta phong tiểu thiên kết giao định rồi. Ngày mai chung kết chính thức bắt đầu. Không ai biết đối thủ ngày mai sẽ là ai. Các ngươi mau về uống đan dược tăng ma lực, xem ai may mắn bùng nổ, đột phá đến cảnh giới mới. Nếu không có ma hoàn, đến tìm ta, ta sẽ tặng thêm một ma hoàn thần tặng. Đây là cơ duyên của các ngươi, hãy nắm bắt lấy nhé. Còn ta sẽ nằm yên. Yên tâm đi tiểu thúc, chỉ cần đủ tài nguyên, đảm bảo ngài nằm yên đến chức vô địch. Lúc này, tinh thần của mọi người đều cao vút, tràn đầy kỳ vọng về chức vô địch. Sau một đêm hấp thụ, lúc này đội tứ nguyên tố đều có sự thay đổi như lột xác. Đội trưởng Phong Khiếu Thiên, ma đế hệ công kích 60 cấp. Phó đội trưởng Tuyết Vũ, ma thánh hệ khống chế 79 cấp. Thành viên Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, Thủy Binh, Ngọc Thiên Tâm đều là ma vương trên 50 cấp. Thành viên phụ, tiểu thúc, cấp độ không rõ. Chúc mừng, bốn đội thi đấu vào đến chung kết có thể đi đến hôm nay. Đối với mỗi người đều là một biểu tượng vinh quang. Trận đấu chính thức bắt đầu. Xin mời đội Sử Lai Khắc và Học viện Tứ Nguyên Tố. Các ngươi không cần ra tay, chỉ cần 7 người họ, một mình ta là đủ. Lúc này Đường Tam từ khi học được Tịnh Tà Kiếm Pháp, cậu ta năm 13 cấp càng trở nên kiêu ngạo. Một phút giải quyết trận đấu, thưởng cho các ngươi mỗi người một mảnh ma cốt 10 vạn năm. Nghe lời động viên trước trận của tiểu thúc, mọi người như được tiêm thuốc kích thích. Lão đại chưa hào phóng quá, vậy chúng ta đến cung chúc nữ thôi. Anh em, kích hoạt vũ hồn. Cởi giáp. Cởi giáp. Ta bảo ngươi cởi giáp, ngươi không nghe thấy à? Ôi trời! Tiểu Tam, cho họ xem ma hoàn đỏ rực rỡ của ngươi đi. Đúng đúng đúng, cho họ thấy thế nào là 10 vạn năm. Ma hoàn thứ tư thứ năm, 1.234.567. Ôi trời, ghê quá! Lão đại, mau nhìn xem. Đối phương có ma thánh, còn có cả ma đế. Làm sao có thể, ta còn chưa đạt đến cảnh giới ma thánh. Làm sao họ có thể? Giả mạo, chắc chắn là giả mạo. Thật không thể tin nổi, họ mới chưa đầy 20 tuổi. Xem ra chức vô địch lần này không thuộc về vũ hồn điện chúng ta rồi. Lúc này, mọi người đều kinh ngạc nhìn đội tứ nguyên tố. Phải biết rằng trong vòng loại, cao nhất cũng chỉ ở cảnh giới khoảng 50 cấp. Mới qua một đêm, sao lại có thể hoàn toàn lột xác như vậy? Trọng tài, có thể bắt đầu chưa? Trọng tài hoàn hồn từ cơn sốc. Người dẫn chương trình trong sự mong đợi của mọi người, kéo lên màn khởi đầu trận chung kết đầu tiên. Kỹ năng thứ 7, chân thân vũ hồn. Kỹ năng thứ 6, vạn lý băng phong. Khi mọi người nghĩ trận đấu đã kết thúc, đột nhiên một giọng nói cùng với âm thanh bằng vỡ vang lên. Các người nghĩ thế này là kết thúc rồi sao? Thật là ngây thơ quá. Đột nhiên, mọi người chỉ thấy trước mắt có một làn khói hồng lấy lên rồi lần lượt ngã xuống trúng độc. Chỉ thấy Đường Tam tay bấm hoa lan, dưới chân từ từ hiện lên 5 vòng ma hoàn màu đỏ. Ma hoàn thứ tư thứ năm lúc này lè sáng yêu dị. Vũ hồn cũng chẳng qua như vậy. Tịch Tà Kiếm Pháp của ta sao? Sao người biết được? Chết tiệt. Kẻ chớt đã có đường chớt, tuyệt đối không thể để người khác biết. Ta đã tự hoạn. Nghĩ đến việc người bán ma hồn cho ta, quỳ xuống dập đầu 3 cái, tha cho ngươi không chớt. Ngươi đúng là thiên mệnh chi tử. Hấp thu ma hồn 9 vạn năm vượt cấp cũng có thể tiến hóa thành 10 vạn năm. Nhưng ngươi chắc chắn muốn làm vậy sao? Tam ca, ngươi của tinh đầu các chúng ta không đụng được, để họ nhận thua là được rồi. Ô, tiểu tử, nể mặt tiểu ngũ.
Tha cho ngươi một lần, mau dẫn đội của ngươi cút đi. Ăn. Ngươi không biết phản diện chết vì nói nhiều sao? Hê, còn đánh nữa không? Nếu không đánh, các ngươi có thể đi rồi. Con thỏ kia, lát nữa ta sẽ tìm ngươi. Đúng là thủ đoạn của tinh đầu các, nhưng tên đường tam này thật quái dị. Nếu cửu đầu la không lôi kéo được hắn, ngươi biết phải làm gì rồi. Thuộc hạ hiểu rồi. Thế là tất cả các thế lực đều có tâm tư riêng, không ngoại lệ. Họ đều bị những thiếu niên trước mắt làm kinh ngạc. Tô lão đại, chúng tôi sai rồi, không nên coi thường địch. Không sao, không phải các ngươi coi thường, mà là các ngươi quá yếu. Đừng coi thường đường tam, hắn là thiên mệnh chi tử đấy. Bốn người các ngươi là ma vương, mỗi người một viên ma lực, đan phá cảnh, tuyết vũ và khiếu thiên. Đây là thần hồn đan, uống vào có thể nâng cao ma lực và tinh thần lực. Hai bộ ma cốt 10 vạn năm này, hai người các ngươi hấp thu hết, có thể đột phá đến phong hào đấu la. Phong hào đấu la chưa đến 20 tuổi, và ma thánh, đây chính là thủ đoạn của tinh đầu các ta. Trận chung kết 2 ngày sau, cho mọi người một bất ngờ lớn. Lúc này mấy thiên tài của học viện tứ nguyên tố đã bị thủ đoạn của tinh đầu các làm kinh ngạc. Tâm trạng của họ lúc này không thể dùng từ phấn khích để miêu tả. Họ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận đầu, rồi gia nhập tinh đầu các, dù chỉ được canh cửa cũng được. Cởi giáp, cởi giáp. Ta bảo ngươi cởi giáp, ngươi không nghe thấy à? Ôi trời, người phụ nữ ung dung quý phái trước mắt chính là tỷ tỷ Đông Vừa Từ. Tinh đầu các hoàn thành tâm nguyện ra, trong 3 tháng ta nhất định thành thần. Nhìn viên thần đan trong tay đã tiêu hết tích lũy này, tỷ tỷ Đông vô cùng phấn khích lẩm bẩm. Sau cuộc tranh đấu quyết liệt, cuối cùng đội tứ nguyên tố, đội Sử Lai Khắc, đội Vũ Hồn Điện thành công vào chung kết. Hôm nay trận đấu này là giữa đội Vũ Hồn Điện và đội Sử Lai Khắc. Người thắng sẽ vào tranh chức vô địch. Tin rằng mọi người đối với phần thưởng vô địch của tinh đầu các đã thèm thuồng lắm rồi phải không? Hãy cố gắng tranh đấu đi. Đây là phần thưởng của tinh đầu các ta cho nhà vô địch lần này. Vũ hồn đỉnh cấp, ma hồn 10 vạn năm, ma cốt 10 vạn năm, ma hoàn thần tặng mỗi loại 3 bộ. Rốt cuộc ai sẽ giành được? Hãy cùng chúng tôi chờ đợi. Nhìn phần thưởng vô địch trước mắt, mắt tất cả các đội viên đều trợn tròn. Trước đây họ chỉ nghe nói về những bảo vật truyền thuyết này, hôm nay tận mắt thấy, cú sốc thị giác đó thật kinh người. Vì tinh đầu các ta có người tham gia đại hội lần này, các chủ có lệnh, nếu đội tứ nguyên tố đạt chức vô địch sẽ không tham gia phân phối phần thưởng, các chủ sẽ có sắp xếp khác. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người của đội Vũ Hồn Điện và đội Sử Lai Khắc lập tức sôi sục. Cơ hội 50%, như thể phần thưởng đã nằm trong túi họ rồi, có khác gì tặng cho ta đâu. Đội Vũ Hồn Điện, hừ, một đám rác rưởi, búng tay là diệt được, hừ. Đội Vũ Hồn Điện trước mắt toàn bộ là ma đế, chính là do tỷ tỷ Đông bỏ ra số tiền lớn ở tinh đầu các để đào tạo. Chênh lệch thực lực giữa hai bên rất lớn, xem ra Vũ Hồn Điện đã tốn không ít tiền. Trận đấu này có lẽ sẽ rất khốc liệt. Đừng quên đường tam có khả năng quái dị giết chết ma thánh trong nháy mắt. Ta sẽ kìm chân đường tam. Điên Nguyệt, Nana, các người nhanh chóng kết thúc. Đại ca đái, Trúc Thanh, dùng kỹ thuật hợp thể vũ hồn để kìm chân họ. Ta sẽ giải quyết tên kiêu ngạo kia trước. Người của Vũ Hồn Điện các ngươi chỉ biết chạy thôi sao? Tiểu tử, nhìn dưới chân ngươi đi, món quà đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy. Hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng trong đó đi. Đây là thứ chúng ta bỏ tiền lớn mua từ tinh đầu các đây. Phong hào, đấu la đừng hòng phá vỡ phong ấn. Các ngươi thật hèn hạ, một ma để đấu với ta là ma vương, lại dùng thủ đoạn này. Không, ngươi đâu phải ma vương bình thường, ngươi có thể giết chết ma thành trong nháy mắt mà. Ta đâu có ngu, hơn nữa ai bảo Vũ Hồn Điện chúng ta có tiền chứ, tức không? Nên kết thúc rồi. Nam Ngân Tù Lung, tiểu tử, nói thật, ta khá phục ngươi đấy. Vậy mà cũng chịu được, xem ngươi có thể chịu được bao lâu nữa. Kỹ năng thứ 5, phi thường cùng liệt. Lúc này đường tam cảm thấy bất lực, bị nhốt trong phòng ấn, ngoài việc bị đánh thụ động, không có cách nào khác. Chết tiệt, lại là tinh đầu các. Tại sao? Hóa ra đánh bao các người thật sướng thế. Tiểu tử, ngươi phải cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, nếu không thì đâu có vui. Chết. Ăn. Đội Sử Lai Khắc không có đường tam chấn giữ. Trước Hồ Liệt Na và kỹ thuật hợp thể vũ hồn của hai ma đế Huyết Nguyệt, không có cơ hội phản ứng. Chỉ trong một chiêu đã bị đánh bại toàn bộ. Cởi giáp. Cởi giáp. Ta bảo ngươi cởi giáp, ngươi không nghe thấy à? Ôi trời, người phụ nữ ung dung quý phái trước mắt chính là tỷ tỷ Đông Vừa Từ tinh đầu các. Hoàn thành tâm nguyện ra, trong 3 tháng ta nhất định thành thần. Nhìn viên thần đan trong tay đã tiêu hết tích lũy này, tỷ tỷ Đông vô cùng phấn khích lẩm bẩm.
Sau cuộc tranh đấu quyết liệt, cuối cùng đội Tướng Nguyên Tố, đội Sử Lai Khắc, đội Vũ Hồn Điện thành công vào chung kết. Hôm nay trận đấu này là giữa đội Vũ Hồn Điện và đội Sử Lai Khắc. Người thắng sẽ vào tranh chức vô địch. Tin rằng mọi người đối với phần thưởng vô địch của Tinh Đấu Các đã thèm thuồng lắm rồi phải không? Hãy cố gắng tranh đấu đi. Đây là phần thưởng của Tinh Đấu Các ta cho nhà vô địch lần này. Vũ Hồn đỉnh cấp, Ma Hồn 10 vạn năm, Ma Cốt 10 vạn năm, Thần tặng Ma Hoàn mỗi loại 3 bộ. Rốt cuộc ai sẽ giành được? Hãy cùng chúng tôi chờ đợi. Nhìn phần thưởng vô địch trước mắt, mắt tất cả các đội viên đều trợn tròn. Trước đây họ chỉ nghe nói về những bảo vật truyền thuyết này, hôm nay tận mắt thấy, cú sốc thị giác đó thật kinh người. Vì Tinh Đấu Các ta có người tham gia đại hội lần này. Các chủ có lệnh, nếu đội Tướng Nguyên Tố đạt chức vô địch sẽ không tham gia phân phối phần thưởng, các chủ sẽ có sắp xếp khác. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người của đội Vũ Hồn Điện và đội Sử Lai Khắc lập tức sôi sục. Cơ hội 50%, như thể phần thưởng đã nằm trong túi họ rồi. Có khác gì tặng cho ta đâu. Đội Vũ Hồn Điện, hừ, một đám rác rưởi, búng tay là diệt được, hừ. Đội Vũ Hồn Điện trước mắt toàn bộ là ma đế, chính là do tỷ tỷ Đông bỏ ra số tiền lớn ở Tinh Đấu Các để đào tạo. Chênh lệch thực lực giữa hai bên rất lớn, xem ra Vũ Hồn Điện đã tốn không ít tiền. Trận đấu này có lẽ sẽ rất khốc liệt. Đừng quên Đường Tam có khả năng quái dị giết chết ma thánh trong nháy mắt. Ta sẽ kìm chân Đường Tam, Điền Nguyệt, Nana, các người nhanh chóng kết thúc. Đại ca Đái, Trúc Thanh, dùng kỹ thuật hợp thể vũ hồn để kìm chân họ. Ta sẽ giải quyết tên kiêu ngạo kia trước. Người của Vũ Hồn Điện các ngươi chỉ biết chạy thôi sao? Tiểu tử, nhìn dưới chân ngươi đi, món quà đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy. Hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng trong đó đi. Đây là thứ chúng ta bỏ tiền lớn mua từ Tinh Đấu Các đây. Phong Hào, đấu la một cái. Đừng hòng phá vỡ phong ấn. Các ngươi thật hèn hạ, một ma để đấu với ta là ma vương. Lại dùng thủ đoạn này. Không không không, ngươi đâu phải ma vương bình thường. Ngươi có thể giết chết ma thành trong nháy mắt mà. Ta đâu có ngu, hơn nữa ai bảo Vũ Hồn Điện chúng ta có tiền chứ. Tức không, nên kết thúc rồi. Nam Ngân Tù Lung. Tiểu tử, nói thật, ta khá phục ngươi đấy. Vậy mà cũng chịu được. Tiếp theo, xem ngươi có thể chịu được bao lâu nữa. Kỹ năng thứ 5. Lúc này Đường Tam cảm thấy bất lực, bị nhốt trong phong ấn. Hắn, ngoài việc bị động, bị đánh không có cách nào khác. Chết tiệt, lại là Tinh Đầu Các. Tại sao, tại sao? Hóa ra đánh bao các người thật sướng thế. Tiểu tử, ngươi phải cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Dịu dàng đáng yêu muội muội. Chất ăn. Đội Sử Lai Khắc không có Đường Tam chấn giữ. Trước Hồ Liệt Na và kỹ thuật hợp thể vũ hồn của hai ma đế Huyết Nguyệt, không có cơ hội phản ứng. Chỉ trong một chiêu đã bị đánh bại toàn bộ. Ta vốn là một người hoa hạ, do cơ duyên xuyên không đến đấu la đại lục, thức tỉnh hệ thống đấu giá thần cấp, bắt đầu cuộc đời chiếc rực rỡ này. Phong Hoa. Chúc mừng hai đội đã vào chung kết. Vũ Hồn Điện chúng ta đối với phần thưởng vô địch lần này tuy không hào phóng bằng Tinh Đầu Các, nhưng cũng rất hậu hĩnh. Ba mảnh ma cốt này đều trên cấp độ 5 vạn năm. Không nói nhiều nữa, bắt đầu trận đấu đi. Dù sao các người cũng không có ma thánh nào, nhưng chúng ta toàn bộ là ma đế, ai thắng ai còn chưa biết. Tên ngốc này đã nói hết cho hắn rồi, vừa lên đã đầu hàng. Sao thắng một trận mà đã tỏ vẻ cao ngạo thế? Người bên kia là các chủ Tinh Đầu Các đây. Thật muốn tát chết hắn một cái. Thật là tức chết mất. Ừ, lòng dũng cảm của người rất đáng để chúng ta học hỏi. Lát nữa đừng khóc nhé. Ai đánh lén ta vậy? Có bản lĩnh thì đấu công bằng đi. Không đùa với các người nữa. Anh em, kích hoạt ma hoàn. Từng vòng ma hoàn sáng lên dưới chân đội Tướng Nguyên Tố. Không khí toàn trường dường như đông cứng lại. Chỉ trong 2 ngày, tất cả mọi người của đội Tướng Nguyên Tố đều tăng hơn 20 cấp. Phong Hào Đấu La mới có 2 ngày, sao các người đã thành Phong Hào Đấu La rồi? Già đấy, chắc chắn là ảo giác. Ma hoàn màu đỏ kia là cái gì vậy? Trời ơi, bất công quá. Sao còn đánh nữa? Không đánh nữa, tiểu bại, xin tha mạng. Con sai rồi, chúng con xin thua. Thật là quá đáng, chưa đến 20 tuổi đã thành Phong Hào Đấu La rồi. Mới có mấy ngày thôi mà, Tinh Đầu Các cũng quá bí ẩn rồi. Khi trận đấu kết thúc, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa tập trung vào Tinh Đầu Các. Thầm thề, bất chấp mọi giá cũng phải kết giao với Tinh Đầu Các. Ngày hôm đó, Tinh Đầu Đấu Giá Các lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. 3 tháng không tổ chức đấu giá,
Số ma tinh trong túi các ma sư đấu la đại lục chắc chắn là nhiều không đếm xuể. Tiểu thúc muốn nhân cơ hội đấu giá lần này vắt kiệt số ma tinh trong túi họ. Chào mừng các vị ma sư đến tinh đầu các tham gia đấu giá. Tinh đầu các chúng tôi đã hứa trước đây, lần đấu giá này tuyệt đối sẽ không làm các vị thất vọng. Hy vọng tiếp theo, các vị sẽ có một chuyến đấu giá vui vẻ. Cuộc đấu giá diễn ra sôi nổi, trong đó Thanh Lân Thần Điều bị Cổ Nguyệt Na mua đi. Đan Niết Bàn của Thiên Nguyên Đại Tướng, lực lượng đỉnh cao của ma thú, có nó tương đương với việc có thêm một mạng sống. Bị Tỷ Tỷ Đông mua đi, bản Nguyên Thủy Nguyên Tố bị Ba Tư Tây giành được. Từ đó Ba Tư Tây bước lên con đường tự chứng thành thần. Còn những người khác đều mua được ma cốt vừa ý mình, ma hoàn thần tặng và các bảo vật khác. Tiếp theo giới thiệu món đấu giá áp chót. Khi các vị thấy củ cầu này, chắc có thể đoán ra nó là gì rồi. Đúng vậy, đây là một vũ hồn, tên nó là Sinh Mệnh Cổ Thụ. Là vũ hồn hệ trị liệu cực kỳ hiếm trên đấu la đại lục. Vũ hồn này không phải vũ hồn đỉnh cấp, mà là vũ hồn thần cấp. Khi Huyền Sương nói, vũ hồn Sinh Mệnh Cổ Thụ này là vũ hồn thần cấp, tất cả ma sư có mặt đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào củ cầu trước mặt Huyền Sương. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Không cần đợi đến cuối cùng, một kiếm chặn đường mòn đầu giá. Tất cả người của Vũ Hồn Điện hợp lực giành lấy vũ hồn thần cấp này, không thể để nó rơi vào tay thế lực khác. Dưới danh nghĩa giáo hoàng, tinh đầu đầu giá, các ngươi lại có thể lấy ra cả vũ hồn thần cấp. Khi Cổ Nguyệt Na thấy vũ hồn thần cấp xuất hiện, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đối với vũ hồn thần cấp này, Cổ Nguyệt Na cũng không mấy quan tâm. Nàng là cường giả ngang hàng thần vương, dù ma sư loài người có được vũ hồn thần cấp thì sao chứ? Cởi giáp, cởi giáp. Ta bảo ngươi cởi giáp, ngươi không nghe thấy à? Buổi đấu giá hôm nay đến đây kết thúc. Tiếp theo, tinh đầu đấu giá các chúng tôi sẽ giới thiệu hai bí cảnh. Một là linh cảnh, có thể giúp ma thú và ma sư nâng cao sức mạnh bản thân. Phí vào cửa 10.000 ma tinh một lần. Cái còn lại là hỗn độn bí cảnh, có thể nâng cao niên hạn ma hoàn của bản thân. Giá bán khác nhau tùy theo niên hạn. Đi thôi, để chúng ta gặp kỳ bảo Lưu Ly Tông. Lúc này Ninh Phong Chí nóng lòng muốn trở về thất bảo Lưu Ly Tông. Hóa ra vũ hồn kỳ diệu kia được Ninh Phong Chí mua với giá trời 2 triệu ma tinh. Nhưng kiếm đấu la và cổ đấu la bên cạnh Ninh Phong Chí cau mày chặt chẽ, rõ ràng đã phát hiện có người theo dõi. Phong phía sau có vài luồng khí tức, cấp độ phong hào đấu la đang tiến gần chúng ta. Sau khi lấy được vũ hồn thần cấp, ông đã dự đoán trước cảnh này. Ninh Phong Chí đành dừng lại tại chỗ, bắt đầu chờ đợi người đến. Tông chủ Ninh, không ngờ ngài đi nhanh vậy, khiến chúng tôi phải tốn công mới theo kịp bước chân các ngài. Không biết các ngươi theo chúng ta có chuyện gì? Ninh Phong Chí đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn giả vờ nghi hoặc hỏi. Người minh bạch không nói lời úp mở. Tôi rất hứng thú với vũ hồn thần cấp trong tay ngài. Hay là ngài đưa ra một cái giá, chúng tôi Vũ Hồn Điện sẽ mua lại nó. Vũ hồn thần cấp này, đối với thất bảo Lưu Ly Tông chúng tôi, có tác dụng rất lớn. Xin thứ lỗi chúng tôi không thể, không uống rượu mời thì uống rượu phạt. Đã các ngươi không chủ động giao vũ hồn thần cấp, thì đừng trách Vũ Hồn Điện chúng ta ra tay không nương tình. Thật thà giao vũ hồn thần cấp ra là xong, sao lại để ta và lão quỷ phải ra tay? Kỹ năng thứ 7, chân thân vũ hồn. Kỹ năng thứ 7, chân thân vũ hồn. Kỹ năng thứ 6, tiến vào huyện Long Hiệp. Kiếm đấu la và cổ đấu la thấy cảnh này, không dám chủ quan chút nào, cũng thi triển chân thân vũ hồn. Cổ long mang theo áp lực ập tới phía trước. Kích sát kiếm mang theo vô tận kiếm khí phun trào. Kỹ năng thứ 6, vạn kiếm quy tông. Phương Chí cẩn thận. Thời gian kéo dài càng lâu, trạng thái của kiếm đấu la và cổ đấu la càng trở nên mạnh mẽ. Dù sao có Ninh Phong Chí bên cạnh không ngừng hỗ trợ, khiến cán cân chiến thắng. Nhưng về phía kiếm đấu la và những người khác, Tỷ Tỷ Đông thấy cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi. Bà ta cũng không ngờ, trong thời gian ngắn không gặp, thực lực của kiếm đấu la và cổ đấu la lại tăng lên đến mức này. Không cần nghĩ cũng biết, thất bảo Lưu Ly Tông từ tay tinh đầu đầu giá các đã nhận được không ít thứ tốt. Kỳ bảo Lưu Ly Tông, ta vẫn đánh giá thấp các người. Hừ, Tỷ Tỷ Đông hừ lạnh một tiếng, rồi khinh thường nhìn về phía kiếm đấu la. Lập tức một luồng sáng tím đen ứng với trời đất. Cái gì? Làm sao có thể? Trần Tinh ba người nhìn Tỷ Tỷ Đông tỏa ra khí tức vượt qua cực hạn đấu la, kinh hãi tột độ. Chỉ với sức mạnh của hai người các ngươi mà muốn chống lại ta, thật là kẻ ngu si nói mộng. Cởi giáp, cởi giáp. Ta bảo ngươi cởi giáp, ngươi không nghe thấy à? Ôi trời, ông nội cốc, ông nội cốc, ông định đi đâu vậy? Ta sẽ đi đến nơi ta vốn nên đến, đến đó ngủ sẽ không ai quấy rầy nữa. Dung Dung nhỏ, ông đi đây. Ông nội cốc, đừng bỏ Dung Dung lại mà.
Ông nội kiếm, ba ơi, các người ở đâu? Tôi biết một thế lực có vũ hồn thần cấp, đấu giá từ tinh đầu các. Tin rằng ngài sẽ rất hứng thú với vũ hồn thần cấp này. Lời này có thật không? Thiên đạo lưu hơi thở lập tức gấp gáp. Cho Tiểu Tuyết dùng, thì Tiểu Tuyết sẽ là người đầu tiên trên đấu la đại lục sở hữu song sinh vũ hồn thần cấp. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Tôi chỉ muốn dịch tịnh hóa vũ hồn thần cấp trong tay ngài. Tỷ tỷ đông trong lòng có lo lắng. Dù sao trên đấu la đại lục từ xưa đến nay chưa từng có ai sở hữu tam sinh vũ hồn, vì vậy bà ta cũng không dám mạo hiểm thử. Được, ta đồng ý điều kiện này. Mục đích ban đầu ông giữ dịch tiến hóa vũ hồn thần cấp không gì khác, chỉ là muốn cho Tiểu Tuyết có được vũ hồn thần cấp thứ hai. Đã có săn vũ hồn thần cấp, sao phải lãng phí thời gian đợi tinh đầu đầu giá các đầu giá vũ hồn khác làm gì? Đã vũ hồn thần cấp bị các người hấp thu, vậy thất bảo lưu ly tông từ hôm nay sẽ không còn tồn tại. Kỹ năng thứ 6, thiên sử thành kiếm. Ừ, kiếm thành, hóa ra người đã hấp thu vũ hồn thần cấp, nhưng bây giờ xem ra người vẫn chưa đột phá khả năng nghe của vũ hồn điện. Giết sạch không tha. Người hấp thu vũ hồn thần cấp cũng chỉ đến thế. Người diệt thất bảo lưu ly tông ta, hôm nay dù chết cũng phải kéo người xuống mồ cùng, phải không? Hôm nay ta sẽ để người tận mắt chứng kiến thất bảo lưu ly tông tan thành mây khói. Vậy thì lấy vũ hồn điện các ngươi để đền đi. Người hứa hội kết hôn, tâm đà lưỡng nan. Lô cô bà, người chắc chắn muốn nhúng tay vào chuyện này. Thụ nhân chi thác, trung nhân chi sự, nói nhiều vô ích. Thất bảo lưu ly tông, hôm nay lão phu bảo. Lúc này độc cô bá kiêu ngạo vô cùng. Từ khi gia nhập tinh đầu các trong vài tháng ngắn ngủi, ông ta đã từ phong hào đấu la yếu nhất trưởng thành đến tầng cực hạn đấu la hiện tại. Ma hoàn cũng đổi cấu hình. Vậy xem ngươi có bản lĩnh gì mà nói lời khoác lác thế. Không ngờ ngay cả ngươi cũng đạt đến cảnh giới này, khó trách dám đối đầu với vũ hồn điện chúng ta. Lúc này tỷ tỷ đông cảm thấy áp lực chưa từng có. Những kẻ trước đây không coi ra gì, giờ đều có thể đánh ngang ngửa với bà ta. Điều này càng củng cố quyết tâm nhanh chóng thành thân của bà ta. Ngươi không định ra tay sao? Dù sao thất bảo lưu ly tông cũng là khách hàng lớn, cứ thế mất đi thật đáng tiếc. Không sao, lúc độc cô bà đi, ta đã cố ý cho ông ta vài lá bài tẩy. Vũ hồn điện lần này chắc chắn sẽ thất vọng. Dù sao mục tiêu của chúng ta là mở rộng tinh đầu các đến vạn giới, khách hàng lớn vẫn cần bảo vệ khi cần thiết. Cởi giáp, cởi giáp. Ta bảo ngươi cởi giáp, ngươi không nghe thấy à? Ăn! Ông nội cổ! Ông nội cổ, ông định đi đâu vậy? Ta sẽ đi đến nơi ta vốn nên đến. Đến đó ngủ sẽ không ai quấy rầy nữa. Dung Dung nhỏ, ông đi đây. Ông nội cổ, đừng bỏ Dung Dung lại mà. Ông nội kiếm, ba ơi, các người ở đâu? Tôi biết một thế lực có vũ hồn thần cấp, đấu giá từ tinh đầu các. Tin rằng ngài sẽ rất hứng thú với vũ hồn thần cấp này. Lời này có thật không? Thiên đạo lưu hơi thở lập tức gấp gáp. Cho Tiểu Tuyết dùng, vậy Tiểu Tuyết chính là người đầu tiên sở hữu vũ hồn thần cấp song sinh trên đấu la đại lục. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Ta chỉ muốn dịch thể tinh lọc vũ hồn thần cấp trong tay ngươi. Tỷ tỷ đông trong lòng còn do dự. Dù sao trên đấu la đại lục từ xưa đến nay chưa từng có ai sở hữu ba vũ hồn, vì vậy hắn cũng không dám mạo hiểm thử. Được, ta đồng ý điều kiện này của ngươi. Mục đích ban đầu hắn giữ dịch thể tiến hóa vũ hồn thần cấp không gì khác là muốn cho Tiểu Tuyết có được vũ hồn thần cấp thứ hai. Đã có săn vũ hồn thần cấp, sao phải lãng phí thời gian chờ đợi tinh đầu đầu giá các đầu giá một vũ hồn khác chứ? Đã vũ hồn thần cấp bị các người hấp thu, vậy từ hôm nay thất bảo lưu ly tông sẽ không còn tồn tại nữa. Đệ lục ma kỹ thiên sử thành kiếm. Kiếm thành, hóa ra là người đã hấp thu vũ hồn thần cấp, nhưng bây giờ xem ra người vẫn chưa đột phá được thính lực của vũ hồn điện. Giết sạch không tha. Người đã hấp thu vũ hồn thần cấp cũng chỉ đến thế thôi. Ngươi và ta, thất bảo lưu ly tông, hôm nay dù có chết cũng phải kéo ngươi xuống mồ. Vậy sao? Hôm nay ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến thất bảo lưu ly tông tan thành mây khói. Vậy thì lấy vũ hồn điện các ngươi để đền đi. Ngươi dám cản đường ta? Nói hai lời.
Độc Cô Bác, ngươi chắc chắn muốn nhúng tay vào chuyện này, nhận lời nhờ vả của người khác, phải trung thành với lời hứa. Nói nhiều vô ích, thất bảo Lưu Ly Tông, hôm nay lão phu bảo vệ. Lúc này Độc Cô Bác cực kỳ tự tin, kể từ khi gia nhập Tinh Đầu Các trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã từ phong hào đấu la yếu nhất, trưởng thành đến tầng cực hạn đấu la như hiện tại, ma hoàn thậm chí đã đổi cấu hình. Vậy thì xem ngươi có bản lĩnh gì để nói những lời lừa lối đó. Không ngờ ngay cả người cũng đạt đến cấp độ này, khó trách dám đối đầu với Vũ Hồn Điện chúng ta. Lúc này tỷ tỷ Đông cảm thấy áp lực chưa từng có. Những kẻ trước đây không coi ra gì, giờ đây đều có thể đánh ngang tay với hắn. Điều này càng củng cố quyết tâm nhanh chóng thành thần của hắn. Ngươi không định ra tay sao? Dù sao thất bảo Lưu Ly Tông cũng là khách hàng lớn, cứ thế mất đi, thật đáng tiếc. Không sao, khi Độc Cô Bác rời đi, ta đã đặc biệt cho hắn vài lá bài tẩy. Vũ Hồn Điện lần này chắc chắn sẽ thất vọng. Dù sao, mục tiêu của chúng ta là mở rộng Tinh Đầu Các đến vạn giới. Khách hàng lớn vẫn cần bảo vệ khi cần thiết. Ai đang triệu hồi? Chủ nhân hãy chuẩn bị tinh thần. Do nhân vật được triệu hồi lần này quá mạnh mẽ, ở một mức độ nào đó sẽ không nghe lệnh chủ nhân. Thiên, tên thật là Hắc Long, là chủ của thần tộc, cũng gọi là thiên thần. Vương Chi Thượng Phong ấn chung. Sao có thể thế, lại triệu hồi được kẻ mạnh này? Thiên Trồng Ngũ Canh Kỳ chính là đỉnh cao sức mạnh. Không ngờ vận may của ta lại tốt đến vậy, lại có thể triệu hồi thành công Thiên. Tiểu Thúc rất rõ, đối với nhân vật tuyệt thế như Thiên, muốn hắn nghe lệnh mình là điều không thể. Nhưng Tiểu Thúc đã xem Vũ Canh Kỳ nên tất nhiên biết điểm yếu của Thiên là gì. Không gì khác chính là người yêu Bạch Long của hắn. Chỉ cần hắn giúp Bạch Long hồi sinh thành công, Thiên chắc chắn sẽ không làm hại hắn, thậm chí có thể sẽ nghe lệnh hắn. Đây là đâu? Hắn thực sự không muốn rời khỏi thế giới đó, nhưng nghĩ đến tình cảnh khó khăn hiện tại, trong thế giới đó không có cách nào hồi sinh. Vì vậy hắn mạo hiểm theo cảm giác triệu hồi đến một thế giới xa lạ này. Đây là Tinh Đầu đấu giá các trên đấu la đại lục. Một lát sau, Tiểu Thúc đã nói cho Thiên biết thông tin cụ thể về thế giới đấu la đại lục này. Cái gì? Ngươi thực sự có cách hồi sinh Bạch Long? Vẻ mặt vốn vô cảm của Hắc Long khi nghe câu nói này của Tiểu Thúc không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cơ thể vì khí tức không ổn định mà tạo ra khí thế cuồng bạo, trong chớp mắt chấn động tất cả, âm gian đều mưa rơi. Ghê thật, chỉ bùng phát khí thế, suýt nữa đã phá hủy Tinh Đầu Các của ta. Xin lỗi, không biết bao nhiêu vạn năm rồi, cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mà ta muốn nghe. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta hồi sinh Bạch Long, từ nay về sau ta sẽ là người của Tinh Đầu Các ngươi. Tiểu Tuyết, Vũ Hồn Thần cấp này là thứ Vũ Hồn Điện chúng ta gần như phá sản mới đổi được, chưa hấp thu xong nó, ngươi không được đi đâu cả. Cái gì? Nhìn Vũ Hồn Thần cấp trước mắt, Thiên Nhi Tuyết sửng sốt. Vũ Hồn Thần cấp song sinh thực sự có thể sao? Thiên sứ thần vạn năng ơi, hiện nay đấu la đại lục đã có thần tồn tại, tín đồ của người đang chịu nhiều đau khổ, chẳng lẽ thần giới các người không xuống quản lý sao? Những chuyện gần đây xảy ra trên đấu la đại lục ta đã biết. Thiên Nhi Tuyết, ngươi làm rất tốt, hãy sớm hoàn thành khảo hạch đi. Tiết Địa, hôm nay là ngày Tinh Đầu Các tổ chức đấu giá, chúng ta đi tham gia một chút nhé, có lẽ chúng ta có thể tìm được bảo vật đột phá bình cảnh. Biết rồi, trước khi đó, chúng ta vẫn nên đến Sinh Mệnh Chi Hồ một chuyến, hỏi thăm Đệ Thiên và những người khác, Tinh Đầu Các rốt cuộc là lai lịch gì, để tránh xúc phạm họ, khi đó sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Hôm nay món đầu giá đầu tiên là vũ hồn dung hợp dị lưỡng, hai vị ma sư uống một viên mỗi người. Bất kể cấp độ và thuộc tính vũ hồn của các người thế nào, sẽ sinh ra một kỹ năng dung hợp vũ hồn, giá khởi điểm là 100.000 hồn kim. Tính, người đó là Tiểu Vũ phải không? À, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lại có thể sinh ra kỹ năng dung hợp vũ hồn. Tiếc là Vũ Hồn Điện chúng ta đã không còn nhiều hồn tinh để đấu giá. Cố gắng đấu giá thứ phù hợp nhất với chúng ta. Cuộc đấu giá diễn ra cực kỳ sôi nổi, mọi người đều có được món đồ mình muốn. Cuối cùng Cổ Nguyệt Na đã đấu giá thành công dịch thể tiến hóa vũ hồn. Tiết Địa đấu giá được bảo vật Băng Ngọc Thần Châu là hồn cốt trùng, để Ninh Phong Trì đấu giá món tiếp theo. Tôi tin rằng tất cả các bạn sẽ hoàn toàn phát cuồng. Tấm thẻ này chính là món đấu giá thứ tư trong cuộc đấu giá lần này của chúng ta, tên gọi là thẻ nâng cấp niên hạn hồn hoàn. Làm các bạn kinh ngạc, săn giết ma thú trong hỗn độn bí cảnh nâng cao niên hạn hồn hoàn có tác dụng tương tự, nhưng tấm thẻ nâng cấp niên hạn hồn hoàn này có thể nâng cao niên hạn tất cả hồn hoàn trên người một ma sư. Tổng niên hạn của thẻ này là 800.000 năm, giá khởi điểm là 800.000 hồn kim. Viện trưởng, con nhớ chúng ta mang theo mấy triệu vàng phải không? Ai đang triệu hồi ta? Chủ nhân hãy chuẩn bị tinh thần. Do nhân vật được triệu hồi lần này quá mạnh mẽ, ở một mức độ nào đó sẽ không nghe lệnh chủ nhân.
Thiên, tên thật là Hắc Long, là chủ của thần tộc, cũng gọi là thiên thần, vương chi thượng phong ấn chung. Sao có thể thế, lại triệu hồi được kẻ mạnh này? Thiên trồng vũ canh kỳ chính là đỉnh cao sức mạnh, không ngờ vận may của ta lại tốt đến vậy, lại có thể triệu hồi thành công thiên. Tiểu thúc rất rõ, đối với nhân vật tuyệt thế như Thiên, muốn hắn nghe lệnh mình là điều không thể. Nhưng tiểu thúc đã xem vũ canh kỳ nên tất nhiên biết điểm yếu của Thiên là gì, không gì khác chính là người yêu Bạch Long của hắn. Chỉ cần hắn giúp Bạch Long hồi sinh thành công, Thiên chắc chắn sẽ không làm hại hắn, thậm chí có thể sẽ nghe lệnh hắn. Đây là đâu? Hắn thực sự không muốn rời khỏi thế giới đó, nhưng nghĩ đến tình cảnh khó khăn hiện tại, trong thế giới đó không có cách nào hồi sinh. Vì vậy hắn mạo hiểm theo cảm giác triệu hồi đến một thế giới xa lạ này. Đây là tinh đầu đầu giá các chiến đấu La Đại Lục. Một lát sau, tiểu thúc đã nói cho Thiên biết thông tin cụ thể về thế giới đấu La Đại Lục này. Cái gì? Ngươi thực sự có cách hồi sinh Bạch Long? Vẻ mặt vốn vô cảm của Hắc Long khi nghe câu nói này của tiểu thúc không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cơ thể vì khí tức không ổn định mà tạo ra khí thế cuồng bạo, trong chớp mắt chấn động tất cả, trời âm u đều mưa rơi. Ghê thật, chỉ bùng phát khí thế, xin nữa đã phá hủy tinh đầu các của ta. Xin lỗi, không biết bao nhiêu vạn năm rồi, cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mà ta muốn nghe. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta hồi sinh Bạch Long, từ nay về sau ta sẽ là người của tinh đầu các ngươi. Tiểu Tuyết, vũ hồn thần cấp này là thứ vũ hồn điện chúng ta gần như phá sản mới đổi được. Chưa hấp thu xong nó, ngươi không được đi đâu cả. Cái gì? Nhìn vũ hồn thần cấp trước mắt, Thiên Nhi Tuyết sửng sốt. Vũ hồn thần cấp song sinh thực sự có thể sao? Thiên sứ thần vạn năng ơi, hiện nay đấu La Đại Lục đã có thần tồn tại, tín đồ của người đang chịu nhiều đau khổ, chẳng lẽ thần giới các người không xuống quản lý sao? Những chuyện gần đây xảy ra trên đấu La Đại Lục ta đã biết. Thiên Nhi Tuyết, ngươi làm rất tốt, hãy sớm hoàn thành khảo hạch đi. Tiết Địa, hôm nay là ngày tinh đầu các tổ chức đấu giá, chúng ta đi tham gia một chút nhé, có lẽ chúng ta có thể tìm được bảo vật đột phá bình cảnh. Biết rồi, trước khi đó, chúng ta vẫn nên đến sinh mệnh chi hồ một chuyến, hỏi thăm Đế Thiên và những người khác, tinh đầu các rốt cuộc là lai lịch gì, để tránh xúc phạm họ, khi đó sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Hôm nay món đầu giá đầu tiên là vũ hồn dung hợp dị, hai vị ma sư uống một viên mỗi người. Bất kể cấp độ và thuộc tính vũ hồn của các người thế nào, sẽ sinh ra một kỹ năng dung hợp vũ hồn. Giá khởi điểm là 100.000 hồn tinh. Tính tính, người đó là Tiểu Vũ phải không? À, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Lại có thể sinh ra kỹ năng dung hợp vũ hồn. Tiếc là vũ hồn điện chúng ta đã không còn nhiều hồn tinh để đấu giá. Cố gắng đấu giá thứ phù hợp nhất với chúng ta. Cuộc đấu giá diễn ra cực kỳ sôi nổi, mọi người đều có được món đồ mình muốn. Cuối cùng Cổ Nguyệt Na đã đấu giá thành công dịch thể tiến hóa vũ hồn. Tiết Địa đấu giá được bảo vật băng ngọc thần châu là hồn cốt trùng, để Ninh Phong Trì đấu giá món tiếp theo. Tôi tin rằng tất cả các bạn sẽ hoàn toàn phát cuồng. Tấm thẻ này chính là món đấu giá thứ tư trong cuộc đấu giá lần này của chúng ta, tên gọi là thẻ nâng cấp niên hạn hồn hoàn, làm các bạn kinh ngạc. Săn giết ma thú trong hỗn độn bí cảnh, nâng cao niên hạn hồn hoàn có tác dụng tương tự, nhưng tấm thẻ nâng cấp niên hạn hồn hoàn này có thể nâng cao niên hạn tất cả hồn hoàn trên người một ma sư. Tổng niên hạn của thẻ này là 800.000 năm, giá khởi điểm là 800.000 hồn kim. Viện trưởng, con nhớ chúng ta mang theo mấy triệu vàng phải không? Cởi giáp, ta bảo ngươi cởi giáp, ngươi không nghe thấy à? Ôi trời! Viện trưởng, thật cảm ơn ngài đã đấu giá giúp con tấm thẻ nâng cấp niên hạn hồn hoàn này. Như vậy hai vũ hồn của con sẽ có hồn hoàn cấp 100.000 năm. Khi đó con sẽ là người duy nhất trên đại lục có tất cả hồn hoàn 100.000 năm. Thì ra vừa rồi, Đường Tam đã dùng hết mọi cách để Phó Lãng Đức giúp cậu ta đấu giá tấm thẻ nâng cấp niên hạn hồn hoàn này. Lúc này Phó Lãng Đức đau lòng như cắt. Tiếp theo là món đấu giá áp chót cuối cùng. Không phải một món đồ, mà là một cơ hội. Một cơ hội nhìn thấu tương lai. Khi câu nói này vừa dứt, tất cả ma sư đều xôn xao. Mọi người đều nhìn Huyền Sương với ánh mắt kinh ngạc, trong mắt họ đầy vẻ. Ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc để lừa sao? Tuy tinh đầu các rất bí ẩn, nhưng nhìn thấu tương lai của một người thật sự là không thể. Ngay cả Long Thần thời kỳ toàn thịnh năm xưa cũng không thể nhìn thấu tương lai. Nếu không, cuối cùng cũng không đến nỗi bị Ngũ Đại Thần Vương tấn công đến chết. Chu Sa, chúng ta có nên đấu giá cơ hội này không? Vừa hay, chúng ta có thể xem tương lai của ma thú như thế nào. Không cần, theo ta thấy, lần này tinh đầu các hơi quá đáng rồi. Địa Thiên Văn Viên đành thôi. Giáo hoàng bệ hạ, chúng ta có nên đấu giá cơ hội này không? Hai năm nay, tinh đầu các chưa từng lừa dối ai. Ra tay giành lấy cơ hội này. Tuy ta đã cho rằng, nhìn thấu tương lai của một người gần như không thể, nhưng biết đâu cơ hội này là thật thì sao? 300.000 hồn tệ. Thời gian trôi qua, gần như không có thế lực nào tham gia đấu giá. Chúc mừng Vũ Hồn Điện đã đấu giá được cơ hội kinh thiên này. Huyền Sương nhìn về phía Vũ Hồn Điện, bỗng nhiên nở một nụ cười ý. Kiếm thư, phải chăng món đấu giá áp chót cuối cùng là thật? Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Đã như vậy, lát nữa phải đi gặp các chủ của tinh đầu các mới được. Không biết Vũ Hồn Điện các ngươi lần này muốn xem tương lai mặt nào. Ta muốn xem liệu ta có dẫn dắt Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục không. Được, hy vọng ngươi có thể bình tĩnh xem hết mọi thứ. Kiên trì đến cuối cùng.
Đừng tin vào nỗi sợ hãi. Cũng chưa từng lùi bước. Hệ thống, chuyện gì đây? Chẳng lẽ sự xuất hiện của ta không ảnh hưởng đến quỹ đạo tương lai của Đấu La Đại Lục? Tương lai chỉ chứa đầy ý nghĩa mơ hồ. Mọi thứ liên quan đến hệ thống này đều đã bị hệ thống này ẩn giấu. Dù với kỹ năng nghịch thiên của Tam Sinh Thạch, cũng không thể dò ra được chủ nhân và sự tồn tại của tinh đầu đầu giả các. Đường ta một tiếng thở dài. Tỷ tỷ Đông cùng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đứng sau lần đầu nhận ra thiên phú của Đường ta mạnh mẽ. Không ngờ rằng một ma sư có vũ hồn Lam Ngân Thảo này lại khiến vũ hồn điện hoàn toàn sụp đổ. Chúng ta lại chết trong tay Đường Tam. Hai người hận không thể lập tức rời khỏi tinh đầu các, đi giết Đường Tam để tránh tương lai thực sự tái hiện cảnh này. Tôi muốn hỏi một chút, những hình ảnh mà viên đá này hiển thị trong tương lai gần như chắc chắn sẽ xảy ra phải không? Đúng vậy, những hình ảnh này chính là tương lai đã định sẵn. Tuy nhiên, với sự tồn tại của tinh đầu đầu giá các, chúng ta đã ở mức độ rất lớn can thiệp vào hướng đi tương lai của Đấu La Đại Lục. Nếu vũ hồn điện các ngươi thấy tương lai mà không hành động, những hình ảnh này có hơn 90% khả năng sẽ tái hiện một lần nữa. Cảm ơn, chào mừng đến với hoạt hình của tôi. Những người thúc giục cập nhật. Tinh đầu các, giao ra tất cả bảo vật của các ngươi, ta có thể để các ngươi tiếp tục tồn tại trong tinh đầu đại xâm lâm. Thiên chẳng lẽ không nói với ngươi cái giá phải trả khi đến tinh đầu các ta gây rối sao? Thiên, giao cho ngươi đấy, đừng làm hỏng đấy. Vừa hay sức mạnh hiện tại của Đại Minh Nhị Minh hơi yếu rồi. Tiểu Long Long gặp tổ tiên mà không quỳ xuống à? Bà con người đây chưa từng quỳ ai, cút đi. Tiểu Long Long, chẳng lẽ người lớn nhà ngươi không dạy gặp tổ tiên phải quỳ xuống sao? Ngài, ngài là Long Thần, ngươi có thể gọi ta như vậy. Thế là tất cả ma thú trong tinh đầu đại xâm lâm trở thành người canh cửa cho tinh đầu các. Đây là học viện Sử Lai Khắc sao? Không ngờ một học viện nhỏ này lại có thể sinh ra nhiều kỳ tài như vậy. Có nhiều phong hào, Đấu La đến đây, tình hình không ổn, tình hình không đúng. Lập tức dẫn mọi người rút lui, tôi gọi Kiếm Ông đến giúp chúng ta chống lại những kẻ mạnh này. Kiếm Ông bây giờ là cực hạn Đấu La rồi đấy. Không biết các vị vũ hồn điện đến học viện Sử Lai Khắc chúng tôi có việc gì? Giao Đường Tam và thất quái của các ngươi ra. Nếu không hôm nay, tắm máu Sử Lai Khắc. Tì Tì Đông, đừng mê muội nữa, quay đầu là bờ đấy. An, Cốc Tân, tưởng ta không nỡ giết ngươi sao? Giáo Hoàng bệ hạ, không biết Đường Tam họ đã đắc tội vũ hồn điện chỗ nào, chúng tôi sẵn sàng bồi thường một phần nào đó. Tìm ra Đường Tam và họ, giết sạch không tha, là Giáo Hoàng điện hạ không muốn chết. Thì đứng yên đó. Các người tiếp tục chạy đi, sao không chạy nữa? Mọi người vũ hồn điện nhìn Đường Tam đầy vẻ khát máu. Mấy người, Đường Tam, con trai của Hạo Thiên Đấu La, người sở hữu song vũ hồn hiếm có. Ta nói đúng không? Xong rồi, vũ hồn điện của Nhiên đã biết thân phận của ta. Ta đương nhiên sẽ không để một kẻ có thể đe dọa vũ hồn điện tiếp tục lớn mạnh, đi chết đi. Chỉ với bông cúc này của ngươi mà cũng muốn bắt nạt thiên kim của thất bảo lưu ly tông chúng ta? Vũ hồn điện các ngươi làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vũ hồn điện ta hành sự cần gì phải giải thích với thất bảo lưu ly tông các ngươi? Các ngươi không chịu ở yên, hôm nay còn dám đến phá việc tốt của vũ hồn điện ta. Ta muốn xem lần này còn ai có thể bảo vệ được hai cái mạng của các ngươi. Ăn. Ôi Kiếm Ông, Kiếm Thúc, Tỷ Tỷ Đông lợi dụng khoảnh khắc Trần Tân bị khống chế, dùng hết sức lực, quyết tâm giết chết Trần Tân trong một đòn, nhưng vẫn đánh giá thấp vũ hồn thần cấp thứ hai của Trần Tân, thuật sinh mệnh, tấn công giới cấp thần, dù bị thương nặng đến đâu cũng không chết ngay lập tức. Của Nhiên vẫn đánh giá thấp ngươi, cùng lên, không để một ai sống sót. Giáo Hoàng bệ hạ không động đậy được rồi. Đường Tam, ngươi có muốn làm người kế thừa của ta không? Ngươi là ai? Ta là Tu La Thần. Cứu các bạn của ta. Ta đồng ý. Đứa nhỏ có tình có nghĩa. Mau đến sát lục chi đô, nhận lấy truyền thừa đi. Áp lực kinh khủng quá. Chẳng lẽ lại là tinh đầu các ra tay sao? Cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ vượt xa Đấu La Đại Lục. Có vẻ vũ hồn điện đã ra tay rồi. Xem ra đã thất bại. Thiên mệnh chi tử đầu dễ giết như vậy. Có vẻ không phải hải thần ra tay, mà là Tu La Thần ra tay rồi. Cởi giáp. Cởi giáp. Ta bảo ngươi cởi giáp, ngươi không nghe thấy à? Đường còn dài, phải tu luyện xa. Đến Đấu La 2 năm, hôm nay tự chứng thành thần. Thời gian không ra, không ra làm vua, ta là thời không. Trải qua 2 năm tu luyện, tiểu thúc dưới sự hỗ trợ của hệ thống, đạt đến cấp độ thần vương. Cửu U, thông báo cho tất cả thế lực. Từ hôm nay tinh đầu các bán giới hạn 10 viên thần kinh. Cực hạn Đấu La, đan phá cảnh, hồn hoàn và hồn cốt 1 triệu năm không giới hạn sử dụng. Có thể mua bằng hồn tinh và kim hồn bi. Thần giới đã biết về chúng ta, vậy thì tặng họ một món quà lớn. Ngươi nói Giáo Hoàng Điện Hạ đã thành công rồi sao? Tại sao trong 3 ngày này, động tĩnh trong mật thất càng lúc càng nhỏ? Ta cũng không rõ, Giáo Hoàng Điện Hạ nửa năm trước đã đột phá một lần lớn. Theo lý thuyết sau khi uống thần kinh mua từ tinh đầu các, có thể đột phá đến cảnh giới thần vương, đáng lẽ phải ra quan rồi chứ?
đường tam cuối cùng đã hoàn thành khảo hạch Tu La Thần, kế thừa vị trí Tu La Thần, Tinh Đầu Các, Vũ Hồn Điện, ta đã trở lại. Tu La, ngươi nói thật sao? Đấu La Đại Lục thực sự đã xảy ra những biến đổi kỳ lạ như vậy. Các ngươi nên biết mức độ nghiêm trọng của việc này. Có lẽ chỉ cần vài năm nữa, sức mạnh tổng thể của Đấu La Đại Lục có thể vượt qua thần giới. Để tránh tình huống này xảy ra, từ hôm nay, cho phép các vị thần xuống trần toàn diện đàn áp Đấu La Đại Lục. Các chủ, hiện tại tất cả mọi người trong Tinh Đầu Các đều có tu vi thần vương trở lên. Dù thần giới có khai chiến, chúng ta cũng không sợ. Không sao, một mình Thiên là đủ rồi. Những năm qua, người của thần giới liên tục đến Đấu La Đại Lục, tam đại tông môn đều đã đầu hàng họ, chỉ có Vũ Hồn Điện vẫn còn kháng cự. Nghe nói gần đây Hạo Thiên Tông chuẩn bị tấn công Vũ Hồn Điện. Đúng vậy, Đường Tam nhận truyền thừa Tu La Thần và gia nhập liên minh thần giới. Nghe nói đã trở về Hạo Thiên Tông làm thái thượng tông chủ. Họ đã chiếm lại Thiên Đấu Đế Quốc, sắp tới sẽ tấn công Vũ Hồn Điện. Có vẻ Tinh Đầu Các chúng ta đã tự chuốc lấy họa vào thân rồi. Miễn là họ không động đến việc đấu giá của chúng ta, không cần để ý đến họ. Đây chính là Vũ Hồn Thành mà ngươi nói. Vâng, hủy diệt thần vương bệ hạ. Vậy để ta xem thử ai đáng để ta phải xuống điện. Tỷ tỷ Đông, tỷ tỷ Đông mau ra đây chịu chết. Tiểu tử, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại tự dâng tới cửa. Sao lại nhiều thần như vậy? Vũ Hồn Điện mấy người này sao chỉ trong vài năm ngắn ngủi đều thành thần hết rồi? Ta phải trải qua bao nhiêu gian nan mới đi đến bước này ngày hôm nay? Họ làm sao dám thành thần chứ? Đường Tam, ngươi đến xâm phạm Vũ Hồn Điện ta, hôm nay hãy ở lại đây mãi mãi đi. Hừ, tiểu nha đầu, chẳng lẽ thiên sứ thần không dạy ngươi phải khiêm tốn sau khi thành thần sao? Hôm nay ta sẽ giúp ngài dạy dỗ hậu bối. Ngươi cũng đáng gọi là thần vương sao? Thần giới thật nên thay đổi rồi. Hừ, to gan, tiểu nha đầu, hôm nay lão phu sẽ dạy ngươi thế nào là tôn trọng người lớn, thế nào là thần vương không thể xúc phạm. Lão già, tưởng ta sợ ngươi sao? Hủy diệt thần vương cũng chỉ đến thế thôi sao? Hủy diệt thần vương không thể ngờ được, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, những con kiến hạ giới này sao sức mạnh lại có thể ngang ngửa với hắn được. Tiểu nha đầu, đừng có mạnh miệng. Cởi giáp. Cởi giáp. Ta bảo ngươi cởi giáp, ngươi không nghe thấy à? Ôi trời. Tiểu tử, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Hay là Hạo Thiên Tông không cho ngươi ăn? Tiểu nha đầu, lát nữa lão phù sẽ nghiền nát xương ngươi. Lão già, ngươi cũng nếm thử một kiếm của ta xem. Lão già, là thần vương của thần giới, sao ngươi chỉ biết chạy? Lúc này hủy diệt thần vương không thể ngờ được, một cô bé hơn 20 tuổi lại có thể khiến hắn chật vật như vậy. Việc này cần phải về bàn bạc ngay với các thần vương, không thể để Đấu La Đại Lục tiếp tục phát triển, nếu không thần giới sẽ suy tàn. Vũ Hồn Điện, các ngươi giỏi lắm, hãy đợi cơn thịnh nộ của thần giới đi, chúng ta đi. Này Tam ca, chúng ta đi thôi, ngươi của thần giới thật không đáng tin, không chạy còn đợi người ta mời chúng ta ăn cơm mà. Ô. Đường Tam, Vũ Hồn Điện ta không phải nơi. Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Các ngươi muốn sao? Không sao cả, tự phế tu vi hoặc là để lại mạng của ngươi. Chỉ với các ngươi thôi sao? Ta muốn chạy, xem ai trong các ngươi giữ được ta, đuổi theo. Các ngươi là chó điên à? Đuổi theo không buông tha Đường Tam. Xem lát nữa miệng ngươi còn cứng được không? Đường Tam, ngươi tưởng thành thần là vô địch rồi sao? Biết tại sao ngươi yếu ớt như vậy không? Mấy năm nay không có cơ hội tham gia đấu giá của Tinh Đầu Các phải không? Nhìn Đấu La Đại Lục lần cuối đi. Ban cho ngươi cái chết trong mơ, rơi vào địa ngục vĩnh hằng. Mối đe dọa này coi như đã được giải quyết triệt để. Các chủ, Đường Tam cùng Hủy Diệt Thần Vương đến Vũ Hồn Điện. Kết quả Hủy Diệt Thần Vương không địch nổi Thiên Nhi Tuyết, dẫn mọi người Thất Bảo Lưu Ly Tông chạy mất. Tỷ tỷ Đông và họ vây giết Đường Tam. Đường Tam đã ngã xuống, hắn đánh không lại Thiên Nhi Tuyết là bình thường. Song Vũ Hồn Thần cấp, toàn thân hồn cốt, hồn hoàn 1 triệu năm. Những năm qua mua bao nhiêu bảo vật trời đất ở chỗ chúng ta, không biết bao nhiêu. Nếu không đánh bại được Hủy Diệt Thần Vương, Tinh Đầu Các chúng ta chẳng phải uổng có danh tiếng sao? Không mang Đường Tam đi sao? Xem ra thần giới cũng không phải một khối thống nhất. Đường Tam chưa chết, hừ, thế này mới có trò hay để xem. Hủy diệt, lúc này người vẫn còn tính toán riêng. Tưởng ta không biết gì sao? Đường Tam phá rồi lập lại, mối duyên này xem ra vẫn là của ngươi. Tu La, thần vương lấy ra mảnh vỡ nguyên thần sau khi Long Thần ngã xuống năm xưa, đánh vào cơ thể Đường Tam. Lập tức một nguồn năng lượng kinh khủng bùng phát ra từ cơ thể Đường Tam.
Cảm giác này thật tuyệt. Đặc biệt mạnh mẽ. Cởi giáp. Cởi giáp. Ta bảo ngươi cởi giáp, ngươi không nghe thấy à? Ôi trời. Tu La, lập tức triệu tập hội nghị thần giới. Lần này ta đến Đấu La Đại Lục có phát hiện kinh người. Phát hiện của ngươi chẳng lẽ là bỏ rơi người khác rồi tự mình chạy trốn sao? Đường Tam là ngươi, ngươi chưa chết, ta còn đang đợi thú sát ngươi. Sao ngươi lại đến trước được? Tiểu tử, để thần vương ta dạy ngươi cách nói chuyện. Đường Tam, ngươi thật độc ác. Hủy diệt dù có vạn, điều không phải, ngươi không nên giết hắn. Thôi, chuyện đã đến nước này rồi, tiếp theo định làm gì? Hôm nay, tất cả thần của thần giới hãy nghe lệnh ta. Tấn công Vũ Hồn Điện, tắm máu tinh đầu các, thống nhất Đấu La Đại Lục. Lập tức xuất phát. Ừ, ngươi dẫn đầu đi. Đường Tam, ngươi đúng là khắc tinh của Vũ Hồn Điện chúng ta. Tan thành mây khói rồi mà vẫn có thể hồi sinh. Nhờ ơn các người đấy. Giờ đây các người trước mặt ta còn không bằng con kiến. Vừa rồi, Tỷ Tỷ Đông và Thiên Nhi Tuyết, hai vị thần vương liên thủ, lại không chịu nổi một đòn trong tay Đường Tam. Điều này khiến Tỷ Tỷ Đông vô cùng thất bại. Ngươi muốn làm gì? Vũ Hồn Điện các ngươi chỉ vì nhìn thấy tương lai mà muốn xóa bỏ ta, được lắm. Hôm nay hãy để các ngươi nhìn rõ cảnh tượng mọi người Vũ Hồn Điện ngã xuống trước mặt các ngươi. Mở to mắt ra, nhìn kỹ đi, Vũ Hồn Điện biến mất khỏi Đấu La Đại Lục như thế nào. Chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Ta có cho ngươi cử động đâu, ngoan ngoãn ở yên, nhìn kỹ Vũ Hồn Điện các ngươi sụp đổ đi. Cứ như vậy, Vũ Hồn Điện hoàn toàn sụp đổ dưới cuộc tấn công của thần giới. Tiếp theo để các ngươi xem, tinh đầu các mà các ngươi dựa vào biến mất như thế nào. Ta rất nhân từ đấy. Như vậy cũng giúp các ngươi chết tâm luôn. Không ngờ, tinh đầu các lại có thần thú cấp thần vương. Canh cửa. Khó trách, có thể khiến Đấu La Đại Lục phát triển vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Các chủ có lệnh, đến từ đâu thì về đó, đến tinh đầu các làm ăn. Chúng ta hoan nghênh, nếu đến gây sự, hậu của các người gánh không nổi đâu. Nói cho các người biết, các chủ nghĩ đến việc nhiều lần ban cho ta cơ duyên, cho các người 3 ngày để quy thuận. Nếu không, tinh đầu các sẽ tan thành mây khói. Đã như vậy, thì chỉ còn cách bắt các người về quét dọn vệ sinh cho tinh đầu các thôi. Hoàng qua. Cái này, hắn vừa mới nuốt chửng Tu La Thần Vương. Đường Tam, ngươi vốn là thiên mệnh chi tử, tiền đồ vô hạn, đáng tiếc hận thù đã che mờ lý trí còn sót lại của ngươi. Hôm nay phạt ngươi cấm tu luyện, ở lại tinh đầu các. Cùng Tiểu Vũ suy ngẫm về lỗi lầm của mình đi. Các bạn thân mến, đã đến kết thúc rồi. Cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Phim hoạt hình tiếp theo của chúng ta, có tiểu thuyết nào muốn xem, muốn giới thiệu không? Hãy để lại bình luận nhé.